là tóc dài, không ăn nhậu, không hút thuốc. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò. Hy vọng rằng họ sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình đàn gái. Chào Trinh. Mời nhà trai. Còn lại đường gì ngoài tay trắng buôn ba ngược xuôi, bạn bè ngày nào giờ cũng bỏ ta đi thật xa. Mới có hôm nào còn nghe tiếng bạn thân tình, mà giờ hôm nay mỗi bước ta đi quạnh hiu. Còn lại người tình người cũng buông lời đời ta, nghèo tội gì đâu mà em lỡ nói câu từ ly. Trời ơi, Linh ơi, một lời chào rất là dễ thương. Đâu có, chào sao mà Vân tưởng là giống như cầu hôn Linh vậy đó. Mắt rất là say đắm nhìn ông mối. Vậy đó hả? Ừ. Trời, hấp dẫn quá. Ôi ơi, em giới thiệu về mình coi. Dạ, chào chị Hồng Vân. Nhân dịp em đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, em tặng chị món quà kỷ niệm. Ồ, dạ, cảm ơn em. Trời ơi, chị đừng nhận quà trước luôn hả? Em giới thiệu đi cơ. Dạ, em biệt danh là Hà, năm nay 32 tuổi. Nghề nghiệp chính của Hà là gì nào? Em tốt nghiệp cao học với chuyên ngành là tài chính kế toán. Mình quê đâu vậy? Dạ, quê gốc là Hải Dương. Bây giờ là đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Em ở trọ bên quận 7, còn mẹ thì ở dưới Xuân Lộc ạ. Em trai nghe rõ chưa? Dạ, em nghe rõ rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, anh xin chào chương trình cùng khán giả trường quay. Em tên Đặng Văn Anh, thương hiệu của em là Hoàng Anh. Em thường trú ở Lý Nhân, Hà Nam. Và hiện tại em đang công tác kinh doanh ở Cà Mau. Kinh doanh về cái gì? Em thiết kế, tư vấn, trang trí, sản xuất và thương mại nội thất, gỗ. À, một bạn ở Hà Nam, một bạn ở Hải Dương. Thì quê quán thì gần, nhưng mà đang làm việc thì cách rất là xa. Nhưng mà làm việc Cà Mau hả? Đúng rồi, làm việc Cà Mau luôn. Em cũng có thể lên xuống Sài Gòn để làm hàng hóa đó. À, bỏ hàng hóa. Rồi, Hà ơi. Dạ. Hà tức là nói là người ta gọi Hà là Hà, nhưng mà cái tên giấy tờ của Hà là gì? Dạ, trên giấy tờ là Vương Thị Hường. Vương Thị Hường. À, Vương Thị Hường nhưng mà mọi người hay gọi là Hà. À. Hà có cái sở thích gì? Dạ, sở thích nhất đó là em rất là thích ngủ. Không thích ăn hả? À, ăn thì không có thích ăn lắm, không có cảm giác thèm ăn nhiều. Trời ơi, ước gì tôi được cái điểm tốt này, thực sự mà nói luôn. Ít nhất em phải có ăn chứ đúng không? Dạ có. Thích món gì nhất? Thích lẩu chay nhất ạ. Ủa, lẩu chay hả? Dạ. Tức là em thích ăn chay hả? Dạ. Chay trường hay là ăn chay theo ngày? À dạ, thật ra mà để em đi chợ em mua đồ ăn thì em không có mua đồ mặn. Nhưng mà nếu mà em đi cùng công ty hoặc là cùng lớp thì mọi người ăn cái gì em ăn cái đó, tại vì mình không có muốn tạo cái sự. Nhưng mà em thích ăn chay đúng không? Em thích ăn chay đúng không? Anh thấy bên đây cũng cũng hợp lý đó nha. Nãy giờ thấy bên đây cũng có hư hướng chay đó. Em có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm ạ? Dạ, nhiều khuyết điểm. Ví dụ như là thích người khác ủng hộ cái ý kiến của mình khi mình nêu ra trong tập thể, và em không có chăm việc nhà. Em có nóng tính không? Dạ có nóng tính. Nóng, cái nóng mà dễ sợ nhất của em là sao? Phang đồ. Dạ đồ thì không phang. À không phang. Dạ. Rồi là như thế nào? Nóng nhất thì em sẽ làm gì? Em có thể nói khá to tiếng. Khá to tiếng. Ừ. Bây giờ em trai nói đi, ưu khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em ấy là một khi đã nóng giận hoặc không thích một cái điều gì đó là im lặng. Im lặng, bên kia có khi phát ra tiếng, vậy là được. Nhưng cái ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em rất thích nấu ăn và làm thiết kế ra đồ chay. À, thiết kế đồ chay luôn, dễ sợ chưa? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Ngày xưa thì em vào trong Cà Mau này ấy, thì năm 2008. Lúc bên em 22 tuổi thì ngày xưa còn chat chít trên Yahoo ấy, thì giống như là yêu theo kiểu mà trên mạng thôi. Tại thấy thích nghe giọng miền Nam. Giọng miền Nam mà cô ấy gọi nhầm vào cái cuộc điện thoại đó. Rồi thế tự nhiên thì em thích thì đủ duyên, thế là em đi vào trong á. Đi vào Nam luôn. Dạ, thì được khoảng cỡ chừng 2 tháng rồi em chia tay. Trời ơi, quen mới 2 tháng chia tay rồi. Dạ. Rồi còn mối tình nào nữa không? Còn một mối tình về sau này thì cô đấy cũng ở ngoài Bắc. Rồi quen mấy năm? Rồi quen nhau được chừng hơn 2 năm. Sao chia tay? Em thì sự nghiệp em còn phải lo cho nó vững chắc. Nhưng mà cô ấy thì cứ giống như là gia đình ép
ép phải cưới liền. Cưới thì em bảo là chừng nào em phải lo kinh tế đầy đủ rồi, thì em sẽ lo cái chuyện đấy sau. Thế là không hợp nhau rồi. Thì cô đi Tết về Bắc hay là bị gia đình bắt ở ngoài luôn. Rồi thế là lấy chồng ngoài đó. Còn mối tình nào nữa không? Dạ không ạ. Rồi đó, hai mối tình bên đây là vậy. Còn đó. Còn em sao? Dạ, em thích nhiều, cảm giác yêu cũng nhiều. Nhưng mà gọi là tình yêu mà gọi là đích thực như các bạn trẻ thì chắc là chưa. Tại vì trước đây em chưa có xác định một mối tình nào rõ ràng. Chỉ đơn thuần là em thích đi cà phê, nói chuyện. Có nghĩa là em chưa có ai mà một cái mối tình nào mà nó cụ thể và nó chính thức đúng không? Dạ, em gái. Để xác định một mối tình rõ ràng thì chưa ạ. Chưa có, luôn. Chưa có. Có nghĩa là bây giờ còn nguyên đai nguyên kiện không? Đó, chưa có móc tem đó, hàng chưa đập thùng ấy ơi. Nói chung là bên á là tình duyên nó cũng lận đận ha. Chưa có mối tình thật sự. Bây giờ mình muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu hình lý tưởng. Quan trọng là khi em gặp người đó em cảm nhận như thế nào thôi ạ. Rồi, dạ. Được rồi. Còn em có mẫu hình lý tưởng nào không? Bạn cái mẫu lý tưởng của em là tóc dài. Tóc dài. Rồi gì nữa? Là không ăn nhậu, không hút thuốc. Ăn chay không là chắc chắn không ăn nhậu rồi, em yên tâm. Rồi cái gì nữa nè? Em cái là chiều cao cũng phải từ 1m6 trở lên. Yên tâm đi, 1m65 luôn. Dạ, thì khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương. Quá dạ. Dễ thương luôn. Thôi bấy nhiêu là được rồi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ, em đi chung với mẹ và cô bạn thân nằm ở bệnh viện 30/4. Mẹ cho ý kiến, mẹ cho cảm nhận đi mẹ. Thôi qua chương trình này thì tôi gia đình cũng cảm ơn biên tập, ban biên tập, anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Bây giờ thì gia đình cũng mong muốn là con thì lúc nào cũng luôn luôn tìm cho mình một con đường đi cho nó vững chắc để cho bố mẹ yên tâm. Nói chung là thấy bạn trai thì cũng được vui vẻ và cũng hợp với bên gia đình là bên Phật giáo. Thế thôi thì cũng cảm ơn gia đình và tất cả các khán giả ở trường quay. Dạ, rồi cảm ơn cô. Chúng ta đi với ai? Hôm nay anh đi với... má nuôi với em. Má nuôi hả? Em chào anh Việt Linh và chị Hồng Vân và khán giả. Em là mẹ nuôi của Hoàng Anh đã đến tham dự chương trình này. Thì thôi mình cũng rất mong để kết nối cho hai con để tìm hiểu xa hơn và tiến tới hạnh phúc. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Đó, các bạn tự cảm nhận nha. Mở rào. Tự cảm nhận về nhau nha. Ai, tôi nôn lúc tặng quà thôi. Quà trai á. Mình có món quà tặng cho bạn. Em muốn không? Anh có thể bóc quà đâu. Bạn thấy món quà này sao? Có ý nghĩa không? Bạn có thể đọc lên. Mình đọc đây lên là bốn con khỉ bằng gỗ hoàng đàn. Trời ơi, đây nè. Đấy là cho mọi người thấy nè. Đó. Đây là món này em làm, em mời đầu tiên em mời chị người đây để đây mình nhà bên nhà trai ngon thưởng thức trước em. Sao con mí người ta em mời chị làm. Rồi cảm ơn em. Nhân dịp em đến chương trình em tặng anh Quỳnh Linh món quà làm kỷ niệm. Ngon quá à. Ngon không? Ngon lắm. Dạ em cảm ơn. Bạn mắc cỡ lắm đó. Để giải quyết này cho mấy này giải quyết nhanh lắm. Em anh thấy sao? Rất là ngon á. Dạ ngon. Em tặng đi. Em tặng anh bức tranh làm kỷ niệm. Anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Ý nghĩa bức tranh là gì nào? Đơn giản như là em thấy cô gái đó nó xinh xinh và giống em. Em có thể cho anh cầm tay được không? Cảm ơn em nhiều nhá. Dạ. Tay em ấm quá. Rồi. Người ta mạnh dạn ghê không? Đấy. Em ngồi đi em. Lớn hết rồi. Rồi đi cơ. Cảm nhận về nhau thế nào? Thời gian của em hàng tuần hay hàng tháng em rảnh được vào những ngày nào? Dạ không có cố định ngày rảnh. Nếu có quen nhau thì sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Và khi rảnh thì sẽ gặp nhau. Xem như đó là sự tìm hiểu. Em có nghĩ định gì về nếu như mình có thể quen nhau và trong thời gian gần nhất? Có khi mình nếu mà được thì xác định thời gian đó là bao lâu em? Thật tâm thì em cũng muốn bắt đầu chuyện hẹn hò. Nhưng mà có còn chuyện lấy chồng thì thực sự em chưa có nghĩ tới. Thì thế anh mới nói là mình cứ hẹn hò. Nếu như mình tìm hiểu mà mình cảm thấy cái duyên lành nó được đến với nhau đó thì có thể là mình sẽ tiến tới gần nhất đúng không em? Hay là em vẫn cứ nghĩ cái tìm hiểu hay là cái yêu đương nó vẫn là có một khoảng cách xa vời? Em đã rút kinh nghiệm của em là nhiều lần em cũng có cảm xúc để hẹn hò, để cà phê. Nhưng mà chỉ được thời gian ngắn thôi, cảm xúc đó nó chắc mất. Em không chịu bộc lộ em... chia sẻ đó. Nên là em cũng không chắc là dạ, nói chung là không dám hứa trước cái gì ạ. Cứ để mọi chuyện tự nhiên và
quan trọng là mình cảm nhận về nhau như thế nào, thì lúc đó mới có thể biết được mình cần làm gì. Và nhờ cái sự tương tác của chương trình hẹn hò mà mình gặp nhau cũng là đã có duyên. Anh cũng nghe cái câu mà các cụ nói cũng hay. Cái câu nói này là: trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết gặp hay không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui đi. Cuộc đời như nước chảy, hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Em cứ bộc lộ từ trong cái lòng của mình nghĩ sao á. Mình không cần phải, ví dụ như là... Cảm nhận đầu tiên đó là em cảm thấy là anh là có thể là một người bạn, có thể là hợp nhau về cái gọi là cách sống. Chỉ vậy thôi ạ. Còn hơn nữa thì em chưa có biết gì để nói thêm. Anh thấy thế này nè, một chàng trai rất là chân tình, rất là tình cảm. Còn một cô gái có lẽ chưa chuẩn bị gì cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Anh thấy là như thế. Bây giờ nè, em đã muốn, tức là em đã sẵn sàng chuẩn bị mở cái cánh cửa của cái căn phòng mà ba mươi mấy năm em ở trong đó chưa? Dạ, thôi để không mất thời gian của anh chị và của anh. Mình bấm nút bắt đầu mối quan hệ là bạn bè. Ok, anh sẽ đồng ý chuyện đó. Bấm nút không phải là bạn bè với nhau. Dạ. Thật sự á, là 7 năm qua rồi. Dạ. Chúng tôi muốn các bạn phải có một chút rung động gì đó. Bởi vì khi bấm nút các bạn sẽ hôn nhau đấy. Em có nghe điều đó không? Hôn má, hôn má. Bấm nút. No. Nếu các bạn chưa chuẩn bị cho điều đó thì chúng ta cũng không phải điều gì phải cần bấm nút cả. Hồi xưa giờ anh chưa bao giờ chen vào cái chuyện bấm nút hay bấm nút cả. Dạ. Như theo anh á, nếu dạ, chưa có điều gì xảy ra đừng bấm nút. Bởi vì bấm nút là chúng ta đã trao duyên nhau, chúng ta đã cho phép người khác tìm hiểu mình. Dạ. Và tiến đến điều xa hơn nữa. Em ít cho các bạn trai một hy vọng lúc đầu đó. Vô tình mình cho họ cái gọi là cái cơ hội, sau đó mình lại lấy lại thì em thấy là nó cũng không có hay. Em rất là cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn chị Hồng Vân và cảm ơn anh. Nhưng mà với cảm xúc hiện tại của em xin nói luôn em không bấm nút. Xin lỗi mọi người. Rồi. Rồi. Vậy thì chàng trai, cô ấy đã nói luôn là cô ấy không bấm nút, còn em thì thế nào? Trong lòng của em á thì thực sự thì em cũng không muốn nói dối trong lòng của mình. Đúng. Vừa nãy em thấy bạn rất căng thẳng. Em không muốn là bấm để chơi để vui. Vừa em suy nghĩ, em nhìn trong tất cả lời nói và hành động, và thật lòng em cũng sẽ nghĩ là em sẽ không ấn nút. Mình gặp nhau nó là cái duyên, nhưng còn cái nợ ấy thì nó thực sự ấy nó còn xa vời lắm. Đây cũng là cặp đôi đầu tiên mà hai bạn đã nói trước là không bấm nút, và hai bạn ấy vẫn nắm tay nhau. Không, nắm tay là mình đã là gặp nhau là có duyên, là bạn thôi. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ thật của lòng mình, bởi vì chúng tôi không muốn các bạn bấm mà trái với trái tim của mình. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn món quà của em gái nha. Anh cảm ơn. Thế bắt tay. Đây. Chúc em luôn luôn thành đạt trên công việc. Và cũng như ý chí và con tim của em sẽ một ngày nào đó rung động và sẽ gặp được một người em. Món quà của dạ, bạn trai này giữ lấy đi. Dạ. Để nhớ một ngày. Giữ chứ, kỷ niệm mà. Kỷ niệm. Dạ. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói: nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he ngăn ngừa rụng tóc. Xin mời bạn. Mời em ngồi đây, em ngồi đây. Để chị ngắm em một lần nữa cái đã nha. Quá là duyên dáng. Em có thể tự giới thiệu về mình. Em tên là Vũ Thị Thùy Linh. 20 tuổi, em đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương. Wow. Một vấn đề nữa mà em rất là muốn nói đây với chị và tất cả mọi người là em rất là cô đơn và đang muốn tìm một người nào đó có thể sưởi ấm cho em trong mùa đông này. Dạ. Chị tin chắc chắn rằng khi em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì trái tim em sẽ được sưởi ấm. Anh Linh ơi, Cát Tường ơi, đừng nói nữa. Anh nghe rồi chứ gì. Anh nghe rất là hấp dẫn. Hình đó, như không chỉ có người con trai đang chờ đợi trong kia mà trái tim của anh tự nhiên bây giờ nó xao xuyến làm sao ấy. Xin mời người con trai của bên này xuất hiện. Wow. Chào bạn, mời bạn thôi.
ấn tượng của tôi là hình như có râu quai nón. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Trần Thiện Toàn. Trần Thiện Toàn. Yes. À, tên nghe ấn tượng nha. Coi như là hoàn thiện ha, hoàn mỹ tất cả mọi thứ có hết ha. Lúc ba mẹ đặt tên chắc cũng hy vọng như thế. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi. 27. Em làm nghề gì? Dạ, em kinh doanh tranh ảnh à. Tương lai có thể sẽ làm một họa sĩ. Họa sĩ à, bên kia nghe chưa, cô gái đang chờ một trái tim nào đó để sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá này. Bây giờ trái tim như thế nào? Trái tim thì bây giờ đang thổn thức. Thổn thức. Linh ơi, về tuổi tác thì em thấy là phù hợp rồi đó. 20 với 27, bạn nam mà hơn bạn nữ 7 tuổi là đủ để có thể trải nghiệm, để có thể che chở và đùm bọc được cái cô bạn gái bên này rồi đó. Linh nè, bây giờ chị hỏi Linh nè, ngoài cái công việc là đi học thì em có làm thêm một cái việc gì nữa không? Dạ có chị, em làm nhiều lắm. Hiện nay thì em có hợp tác làm một số dự án về phim ảnh. Nhưng mà em là với vai trò là nhà sản xuất. Nhà sản xuất. Dạ. Ủa, chị ngưỡng mộ em đó nha. Có phim gì có vai gì hay giống mời chị nha. Em rất hy vọng là trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với chị. Ok, chị cảm ơn em trước. Anh Linh ơi, có vai nào làm họa sĩ không? Hả? Em muốn đóng phim không? Cũng muốn nhưng mà chắc không có khả năng. Sao không khả năng được, đó mai họa sĩ được quá chứ. Yeah. Theo em thì cái cô ở bên kia có hợp với em? Em nghĩ là chắc cũng thôi. Cũng thôi hả? Do gì sao với cũng đó? Tại vì em nghĩ là sợ là mình không đủ sức thôi. Không đủ sức hả? Tại sao lại bi quan như vậy? Cái gì mà mất tự tin dữ vậy? Thằng ông mà thiếu tự tin là thấy mất điểm rồi. Không phải thiếu tự tin mà có vẻ là bên đó có thể là... cũng không biết nói như thế nào ta. Bên nói sao thì em đó. Nói chung là khi mà nghe bên đó giới thiệu về mình cảm thấy hơi thiếu tự tin lại. Thiếu tự tin. Vậy thì nghe thêm nha. Rồi nếu mà cảm thấy mất tự tin quá thì cứ tự động mà thối lui nha. Không. Nha. Chỉ là giây phút đầu thì mất tự tin thôi. Thiếu thôi chứ không phải là mất. Lùi một bước để tiến thêm 10 bước. Em Linh nè, em chỉ thấy công việc của em rất là bận rộn nè. Ngoài việc đi học nè, rồi còn làm nhà sản xuất nữa, những cái dự án của em. Vậy thì cái dự định tương lai của em có những cái dự tính gì cho tương lai? Trong tương lai thì em hy vọng là em sẽ là một nữ doanh nhân. Mục tiêu cuối cùng của em là mình sẽ có một cái quỹ từ thiện cho riêng mình. Đó là cái mục đích cuối cùng mà để mình cố gắng làm việc và cố gắng hoàn thiện bản thân. Chị cảm thấy rất là nể phục em. Vì em tuổi còn rất là trẻ mà ngoài những việc học hành để trau dồi kiến thức, rồi những cái việc kinh doanh làm việc mà còn có một ý định để làm từ thiện, chia sẻ với những cái người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì đó là một cái điều rất là đáng quý. Anh Linh ơi, em nghĩ với một cái hình tượng của bạn nữ của em bên này thì bạn nam bên kia còn phải là phải chắc phải cố gắng nữa mới theo kịp đó. Anh Linh anh nghĩ sao? Anh thấy bên kia hình như là có một cái suy nghĩ hơi cao. Dạ. Cao chút xíu đúng không? Đúng rồi. Năng cái khát vọng là lớn quá. Tuổi trẻ quá nhưng mà có những cái điều suy nghĩ cũng là của một người trưởng thành. Trưởng thành. Yes. Em suy nghĩ thế nào về tình yêu? Nó tóm gọn cái tình yêu đối với em chỉ là chung thủy. Chung thủy. Yeah. Và cái người yêu lý tưởng của em suy nghĩ trong đầu là gì? Như thế nào? Nếu mà đề cập từ ngoài vào thì trước tiên thì phải nói đến ngoại hình đấy. Ngoại hình. Yeah. Ngoại hình như thế nào? Mập cần... lùng mang kiếng đen hay là chỉ cần một người bình thường nhưng mà dễ thương tí xíu là được, nhìn bắt mắt thôi là được. Thích ốm tí xíu gầy gầy ha, thích to khỏe hay là thích thon thả? Thon thả ha. Thích thon thả. Rồi thích gì nữa? Đó là ngoại hình thôi, còn về bắt đầu về tính cách và tâm hồn đi á, ngoại hình chỉ vậy là đủ. Tính cách rồi. Như sao? Có cá tính quyết đoán. Rồi về nội dung, em thích một người lãng mạn. Thích lãng mạn. Lãng mạn và một người tốt bụng nữa. Lãng mạn tốt bụng. Tốt bụng mà bên đây người ta muốn đi làm từ thiện là biết đó. Là người ta tốt bụng rồi. Yes. Em ơi, em có nhiều cái ấp ủ, nhiều cái hoài bão như vậy ở một cái độ tuổi theo chị là cũng còn rất là trẻ, rất là nhỏ. Thì những cái người thân thuộc của em, gia đình hay là bạn bè hay tất cả mọi người khi mà nghĩ về em thì họ nhận xét em như thế nào? Họ nghĩ về em như thế nào? Em cũng biết nói sao nữa, tại vì mọi người hay nói trước mặt em thì nói tốt đó, mà không biết sau lưng mọi người nghĩ như thế nào. Em là một cô gái chuẩn với cung thiên bình, tức là khi mà gặp một người nào đó mà trong tình yêu mà có tình cảm thực sự thì là một người rất là chung thủy. Chung thủy, bạn trai bên kia cũng thích một người phụ nữ chung thủy. Nhưng cho chị hỏi thêm một tí nữa,
Em yêu chưa? Em yêu năm bao nhiêu tuổi? Mối tình đầu tiên của em thì là từ năm 16 tuổi. 16 tuổi? Dạ. Rồi chị thấy em nhắc tới chuyện tình yêu mà mắt em long lanh lên, chớp chớp còn sáng hơn cả mắt của chị nữa. 16 tuổi. Nhưng mà tới giờ phút này tại sao nói em vẫn là lẻ loi một mình, em vẫn ngắn gọn là ê sắc ế là sao, chị không hiểu nổi luôn á. Em nghĩ là do là cái duyên của mình nó chưa chạm tới mình, nên là em muốn là thực sự mong muốn là thông qua chương trình này thì em có thể biết đâu được tìm được một nửa của mình ở ngay cạnh bên thế nào. Vậy thì từ nãy giờ em nghe bên kia thì em nghĩ là cái mẫu người bên kia có thể phù hợp với em. Em nghĩ là anh cũng đạt được một số tiêu chí mà em đặt ra ban đầu. Ví dụ như là có thể là anh là một người khá là chín chắn và anh có một cái tâm hồn phóng khoáng, tâm hồn nghệ sĩ. Mà anh mong muốn một người con gái lãng mạn thì anh là một người sống rất là tình cảm. Em hy vọng là những mong muốn của em đều tìm thấy ở anh. Anh nghe rồi, bên đây nghe hết rồi. Cho bên đây em hỏi bên đó một tí là hồi nãy em nghe giới thiệu là có phòng tranh phải không? Nhưng mà là sĩ bán tranh thôi hay là có vẽ được tranh không? Dạ, vẽ được ạ. Nghe nói có vẽ bức tranh. Dạ. Vẽ anh hay vẽ Cát Tường? Tranh em tự vẽ hả? Tự dạ vẽ, đúng rồi, sao em vẽ. Trời, em có thể lấy bức tranh lên cho anh xem. Hồi hộp, chị cũng hồi hộp. Ồ, vẽ Cát Tường đẹp quá. Tranh cũng ý tưởng mới vừa nghĩ ra nên cũng không được hoàn thiện lắm, mới vẽ trong ngày hôm qua. Chữ gì đây em? Là chúng tôi đang yêu. Chúng tôi đang yêu. Yeah. Ủa em đang yêu em đến đây để làm không, gì? Không không, cái đó là cái nào, cái là hy vọng. Anh lên có thể cho em xem bức tranh được không? Bức tranh này vẽ anh ẵm em. Hấp dẫn chưa? À Linh ơi, trước khi mà được xem bức tranh của bạn kế bên á thì em có thể cho chị biết về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Em thì em không có tiêu chuẩn gì nhiều cho người đàn ông của mình cả. Quan trọng là hai người có tình cảm với nhau, có thể yêu thương nhau và người con trai có thể đùm bọc, lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người con gái là được rồi. Cái đó là chỉ mới là cái nội dung thôi. Dạ. Ý đây chị đang hỏi về hình thức bên ngoài. Em không có tiêu chuẩn riêng về ngoại hình, nhưng quan trọng là người đó cân đối về mọi mặt là ok. Trời ơi, cái từ cân đối này mới ghê đó. Anh Linh bên đó có cân đối về ngoại hình không anh Linh? Cân đối lắm bên đây, cân đối lắm nha. Bây giờ em có muốn nhìn chàng trai bên đây có cân đối hay không? Dạ, em rất là háo hức. Nãy giờ đang rất là hồi hộp và háo hức có chia sẻ với em như vậy. Rồi bây giờ để anh qua bên kia xem trước coi đối phương của em thế nào ha, rồi thông báo lại cho em nha. Dạ dạ. Bên đây là hoành tráng rồi đó. Wow. Tự tin lên nè, tự tin lên nè, ngước mặt lên. Đó. Rồi tìm có đọc không? Đập loạn nhịp, loạn nhịp. Bây giờ nghe nói dễ thương quá. Để xem thử làm sao nha. Nghe giọng nói thôi. Nghe giọng nói phải không? Nhìn qua anh thấy cậu bịt miệng cười, hai bên có hai cái mụn. Dễ thương. Người ta tuổi vậy thì mới 20 tuổi à. Anh chưa thấy ai mà dễ thương như cô gái này cả. Anh đừng làm em háo hức của anh Linh. Thôi nhìn như nó đủ rồi. Anh muốn nhìn lâu nữa. Bây giờ chị sẽ lãng thay mặt em. Chị qua bên kia chị coi. Đúng cái nhất là coi cái anh ấy có phải là họa sĩ thiệt hay không cái đã. Yeah. Rồi nhìn coi anh ấy có đạt những cái tiêu chuẩn cân đối giống như là của em hay không nha. Wow. We are in love. Hình anh đó, hình anh với em á. Sao em không có eo cho dễ dễ cái hình với em vậy trời, trời trời vậy trời. Trời ơi, chàng trai này mạnh lắm em. Ẩm người phụ nữ nhất bẩn lên cao, hai chân chổng lên trời. Đó là trong tranh. Đó là bức tranh. Thôi được rồi, cái được rồi. Nhanh đi, người ta háo hức lắm nè. Hai ba. Dạ, yeah, chào chị. Được không, được không? Cười không thấy tổ quốc đâu. Có một cái răng khểnh, còn nhiều không có răng. Nói chung là em thấy được đó. Nói chung là cân đối đó, mà không biết bạn gái em thấy sao thôi, để em hỏi nha.
Em nghe chị diễn tả chưa? Dạ rồi. Em thấy sao, em thấy sao? Trời, em thấy là không biết là anh ấy từ hành tinh nào xuống. Anh Linh ơi, em nghĩ là mình không có nên để cái giây phút này kéo dài lâu hơn. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo điều kiện cho hai... cho hai cái kênh nối gặp nhau đi. Chuẩn bị. Chưa, từ từ. Nghe nôn nao quá. Nôn nao quá. Màn đâu, kéo lên. À. Kéo lên. Bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau. Bắt đầu. Wow. Chào em. Em chào anh. Chưa vui được gặp em. Em rất vui là được gặp anh. Em tên là Thùy Linh. Anh tên là Thiện Toàn. Dạ. Hai mình để tên kế nhau thì là tên là Toàn Linh hoặc là Linh Toàn đúng không? Nghe nó hơi kỳ như vậy. Anh Linh đứng ra nhìn của anh sao nói chuyện nữa. Phút nhanh đi, nhanh đi, nhanh. Nhìn hoài. Em rất là ấn tượng với lại đôi mắt của anh. Wow, cảm ơn em. Ấn tượng về cái gì? Là không có thấy biết nhắm hay mở. Em không biết là đi ngoài đường thì người ta có biết là anh đang say hay là đang tỉnh không? Trời ơi. Không. Người ta ngoài đường có lẽ không biết nhưng mà người thân thì sẽ biết tại vì anh không có uống bia hay rượu gì hết. Hết giờ rồi. Chưa, chưa, còn 30 giây nữa. Nhanh lên, nhanh lên. Anh có sở thích gì khi khi mình có thời gian rảnh? À, anh thích cà phê, hẹn hò và xem phim. Dạ. Em... hy vọng sẽ mời được em đi xem phim. Hết giờ. À, 2 phút đã trôi qua, hai bạn cũng vừa đủ để trao đổi một số những thông tin. Bây giờ là thời khắc rất là quan trọng đã đến. Hai bạn hãy đặt tay ra phía sau cái ghế của mình. Đây, có một cái nút vào đó. À, sau khi anh Linh đếm 3, 2, 1, nếu các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì hãy nhấn tay vào cái nút đó. Còn nếu như không thì coi như mình kết thúc. Chuẩn bị. Đi. 1, 2, 3. Em không nghe tiếng động gì hết vậy. Hết thời gian. Mặc dù hơi chậm nhưng mà cũng đọt. Cuối cùng thì tôi cũng đang rất hồi hộp. Rồi như vậy là trái tim đã màu hồng trọn vẹn. Chúc mừng hai bạn. Cảm ơn em. Tặng em. Em cảm ơn hy vọng là em hơi thích. Cho chị hỏi Linh một tí là lúc nãy chị thấy cái giây phút mà để nhấn cái nút á thì em còn chần chừ, thì trong giây phút đó em nghĩ điều gì? À, tại vì em hồi hộp quá, tay em nó cứ run em bấm rồi mà không biết sao nó không dính nên là là dễ thương và rất là thẳng thắn đúng không Linh? Bấm mà nó không dính. Bấm lại. Cuối cùng nó dính đúng không? Dính. Nếu như em lỡ bấm không dính thì em có tiếc không? Chứ em khóc nguyên tuần sau. Wow. Ôi, thấy chưa, thấy thương chưa? Thôi thì như vậy, chị sẽ thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò gửi đến hai em một cái món quà. Đây là những cái cặp vé đi xem phim. Vì hồi nãy chị nghe sở thích của hai em là thích hẹn hò và đi xem phim. Hy vọng rằng ở rạp phim hai em sẽ trao đổi thêm được nhiều thông tin hơn nữa. Dạ, em cảm ơn chị. Các bạn, hình như bạn hơi căng thẳng đúng không? Ủa, cứ ngồi đi. Sao mà mới xuất hiện mà khán giả là cười dữ vậy? Căng thẳng quá. Trời ơi, sao rung vậy? Ta là gì? Em tên là Nguyễn Đức Minh Tuấn. Nguyễn Đức Minh Tuấn. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nay em 31 tuổi. Bạn đang làm nghề gì? Em đang kinh doanh. Kinh doanh? Dạ. Kinh doanh về... Bảo em mở quán cà phê. À, mở quán cà phê. Dạ. Bạn làm chủ quán cà phê. Dạ. Rồi, mời bạn nữ đi. Và bây giờ, mời em. Wow. Rất là trang nhã. Ấn tượng đầu tiên hết sức là trang nhã và lịch sự. Chị chào em tên gì? Chị, em tên Hoàng Ngọc Kim Khánh. Kim Khánh? Dạ. À, Kim Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi, em già rồi. Kia tới 31 tuổi lận em. Dạ. À, mình không già, mình còn rất trẻ. Khánh hiện nay đang làm gì? Dạ em cũng là kinh doanh tự do chị. Kinh doanh tự do, dạ. Có nghĩa là? Em có một cái shop bán đồ của nít. Đồ trẻ em? Dạ. Một bên bán quần áo trẻ em, mình bán cà phê. À, tôi xin hỏi bạn Tuấn nè. Hình như bạn bây giờ bạn vẫn đang căng thẳng đúng không?
Dạ cũng hết rồi anh. Hết rồi hả? Dạ. À, hồi hộp chú. Hơi hồi hộp chút xíu. Hồi hộp chút xíu, trời ơi, con hai cái tay này ngồi dịnh đồng gói cứ ngắt không rồi. Bạn ngồi giờ không yên luôn á. Bạn có biết tại sao lý do bạn căng thẳng không? Chắc là hồi hộp không biết bên kia làm sao. Theo bạn là bên kia làm sao? Trong đầu bạn nghĩ bên kia làm sao? Có hồi hộp giống bạn không? Không. Không hả? Dạ. Thấy vậy là bạn yếu bóng quý hơn bên kia. Dạ. Vậy tiêu chuẩn của bạn như thế nào? À, một bạn gái dễ thương, quyến rũ. Quyến rũ? Quyến rũ là theo kiểu nào? Quyến rũ về mặt ngoại hình là... Dạ, ngoại hình. Ngoại hình sao? Sexy chút. Sexy là sao em? Em nói rõ cái sexy chị nghe coi nó bạn có thể nói quá. Sexy là như thế nào? Ba dòng cân đối. Ba dòng bự và đều bằng nhau luôn. Không có. Từ cân đối này nó khó hiểu lắm mà anh Linh à. Em muốn nó cụ thể một xíu. Cân đối với chị Cát Tường được ạ. Trời ơi. Chị Cát Tường cân đối dữ rồi nha. À, chị cảm ơn em, chị cảm ơn em. Chị bắt đầu có thiện cảm về em rồi đó. À, bây giờ để chị hỏi bạn bên này nha. À, em ơi, em kinh doanh về quần áo trẻ em. Chị nghĩ em là thích con nít đúng không? Thì dạ. Em nghĩ sau này nếu mà em lấy chồng thì em nghĩ em sẽ đẻ bao nhiêu đứa con? Nói chung là em thì em không có tiêu chuẩn là đẻ bao nhiêu. Cứ sanh được bao nhiêu thì cứ sanh thôi. Wow. Nhưng mà em nghĩ khả năng của anh của em là sanh được tối đa là bao nhiêu? Cái đó em không biết được chị. Tại vì em biết tại sao chị hỏi em như vậy không? Chị, dạ. Chị nhìn bên ngoài của em, bề ngoài của em là một người phụ nữ rất là chững chạc. Dạ. À, đối với chị em rất là đầm thắm, rất là thùy mị. Em là hội đủ những cái tiêu chuẩn của một cái người vợ lý tưởng. Vậy thì em chia sẻ cho chị tại sao mà đến giây phút này em vẫn chưa tìm được một cái người bạn đàn ông cho riêng mình? Em nghĩ chắc có lẽ là duyên chưa tới. Cũng có yêu nhưng mà rồi không thành. Là em hy vọng là trải qua chương trình này em sẽ tìm được một nửa thật sự của mình. Chị cũng chúc là hy vọng của em sẽ thành sự thật. Dạ. Nhưng mà trước khi mà nó thành sự thật thì em có thể nói rõ hơn nữa cái tiêu chuẩn người bạn trai của em là như thế nào? Em quen ai thì em chỉ biết một người thôi. Hơi bị lụy vào tình yêu một tí. À. Nhưng mà nếu mà khi mà em thấy không được thì cả như em cũng nói thẳng. Thẳng thắn, dạ. Chấm dứt, được là tiến tới là tìm hiểu nhau. Dạ đúng rồi. Xây đắp, vun đắp mà không được là chia tay. Dạ, chia tay sớm rồi. Bất đau khổ. Dạ đúng rồi. Em ha, dạ. À, ở một mình cho nó vui. Cho nên là đến giờ phút này vẫn ở một mình. Dạ đúng rồi. Tức là yêu là tiến tới luôn á hả? Dạ. À còn bên đây, theo em thì chúng ta yêu được, em có nghĩ là tiến tới không? Em cũng nghĩ vậy à. Nghĩ vậy luôn, yêu xong là cưới luôn. Yêu cưới luôn. Chứ hồi đó giờ em có mấy mối tình rồi? Cũng hai ba mối tình rồi. Hai mối tình chưa tiến tới. Quen nhau xong rồi tìm hiểu rồi không có phù hợp với nhau quá. À, bên kia thì người ta nói rất là rõ ràng về cái mẫu người phụ nữ lý tưởng là phải cân đối rồi ba vòng rồi này kia, thì em có cái tiêu chuẩn gì cho mình về người đàn ông lý tưởng của mình không? Em thì em không có cần phải đẹp trai. Thực sự cái tuổi của em thì em không còn mê đẹp trai nữa. Dạ, nhưng mà em cần là phải có một người hiểu biết nhiều làm cho em nể. Thà nói đại cao to mập lùng thì chị Cát Tường còn dễ tìm kiếm đem về giới thiệu cho em, chứ mà em hỏi mà một người để em nể thì cái này là hơi khó. Thôi được rồi, để biết em có nể hay không thì để chị coi chị có nể hay không á đã. Dạ. Nếu chị nhìn mà chị thấy chị nể thì chị hy vọng là em sẽ nể. Dạ. À. Em rất là hy vọng như vậy. 2, 3. Trời ơi, em nhìn ảnh mà cái mép anh giật nè. Cái gì vậy? Sao vậy? Căng thẳng quá. Căng thẳng quá, run quá. Đừng có nói nhìn xong rồi ảnh chọn Cát Tường nha. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em rất là nhiều. Bởi vì em đã đưa chị lên làm cái mẫu người phụ nữ lý tưởng của em. Dạ. Chân thành cảm ơn em. Chị về bên đó chị sẽ nói thêm chút, mặc dù em không có được như vậy. Chị đùa một tí thôi, chứ nói chung là sau khi mà chị lướt qua một cách sơ bộ đó thì chị thấy là người đàn ông bên đó cũng có thể là người đàn ông để cho em dựa dẫm nể một tí. Còn sự thật hư như thế nào thì phải chính mắt em xem mới được. Rồi, tới anh, để từ từ. Anh hỏi em, nãy giờ em cảm nhận người phụ nữ bên kia như thế nào? Đúng cái mẫu người của em không? À, cũng đúng rồi. Nhưng mà theo em có sexy không? Chưa thấy nên không biết. Cảm nhận nghe tiếng nói thôi. Sao em thấy bên đó căng thẳng quá. Có thể nhiều tiêu chuẩn mới đi sexy nha. Ba dòng bằng nhau nha. Để em coi. Kín đáo không có nghĩa là không sexy nha. Chào em. Chuẩn luôn đó nha. Người rất sexy. Đấy. Cao ráo. Đấy. Hấp dẫn. Mà người đó là Cát Tường. Gì vậy? Bậy bạ không à.
Nó chơi vui thôi. Ủa em cận mấy độ? Dạ em cận hơi cao. Một bên là 425, một bên 475. Một bên 475 luôn. Dạ. Một người con gái rất là dễ thương, chững chạc. Một mẫu vợ, người vợ lý tưởng đó anh Linh. Tóm lại là anh thấy rằng những cái tiêu chuẩn của em đưa ra nãy giờ đó, cái này nói thật nha, tiêu chuẩn em đưa nãy giờ thì hình như là cũng chưa có đáp ứng được. Vấn đề chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt với nhau để xem cái duyên có đến hay không. Dạ. Mà được không được là bên đây thẳng thắn lắm á nha. Đúng được rồi. Là coi như tiến tới, yêu không là được cưới. Là chia tay sớm mất đau khổ. Không cưới là không yêu. Đúng. Rồi xin mời bạn quay mặt qua đây. Chưa, từ từ, giật mình. Bạn trai bên đây hay giật mình lắm nha. Màn kéo lên. Cái gì vậy? Mời bạn. Sao vậy? Khoan, nhìn từ từ bên nó thôi. Rồi mời bạn qua. Nhìn đi. Các bạn có 2 phút nhìn nhau và bấm nút. 2 phút bắt đầu. Em chào anh, rất vui được gặp anh. Anh cũng vậy. Anh ở quận 5, còn em ở đâu? Em ở quận 1. Ok. Dạ. Anh bớt căng thẳng nha. Dạ, anh đâu có căng thẳng đâu. Em thấy anh hơi căng thẳng. Dạ. Anh thấy em thế nào? Rất là dễ thương. Như là cái như là anh nghĩ không? Gần gần như vậy. Dạ. Chỉ có cái em không sexy như anh nghĩ. Không, sexy thì có phải là đúng không? Nhìn bề ngoài phụ nữ thì cũng như quyến rũ rồi được. Dạ. Sexy nên không ạ? Dạ. Giống chị Tường không? Chắc chắn không bằng rồi. Dạ. Sau bữa gặp mặt này em có thể mời em đi ăn hoặc là đi coi phim. Dạ, em rất sẵn sàng. Ok. Dạ. Yêu là cưới đó nha, nhớ nha. Chứ không phải giỡn chơi đâu nha, hứa đại nha. Mình cũng có tuổi rồi, mất thời gian lắm. Dạ, được thì tiến tới cũng được. Dạ. Thì thôi mình. Dạ. Tìm cơ hội khác em mà. Dạ, dạ. Đúng rồi. Nhanh bạn lên, còn có 30 giây thôi, nhanh. Dạ. Bạn này là có nhiều suy nghĩ khác với hình tượng của bạn lắm đó. Dạ. Thôi nghỉ chơi, hết thời gian hết rồi. Hết rồi, hết thời gian thiệt. Không còn nhiều thời gian. Cái gì mà anh cứ đưa cái ót vô người ta hoài vậy anh Linh? Anh kỳ cục ghê vậy đó. Bây giờ hết nhìn nhau rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khắc thôi để quyết định điều đó. 1 2 3. Rất là nhịp nhàng và rất là đồng điệu. Cùng một lúc, không trước không sau gì cả. Em phát biểu một cảm xúc tại sao mà em nhấn nút. Chị thấy người cái bên giờ này mà cái bếp vẫn còn giật giật gì nè, nó rung quá. Rung quá. Em nghĩ sao mà em bấm nút chọn anh chàng này? Định cưới luôn hả hay sao? Nói chung là em thấy ảnh có một cái gì đó mà hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái là em lại thích như mọi người đàn ông như vậy. Còn bạn sao? Nãy bạn đưa ra tiêu chuẩn khác rồi gặp người khác tự nhiên cũng nhấn nút là sao? Em thấy bạn cũng mới nhìn thấy cũng bạn gái cũng dễ thương, nó vàng da trắng. Em kiến thấy ngộ ngộ. Ngộ dạ. Ngộ là sao em? Dạ. Em kiến mà em thấy ngộ ngộ là ngộ cái chỗ nào? Bạn yêu gì ngộ hay là yêu gì? Bây giờ nhìn nè, mình trao nhau một cái nắm tay cho nó ấm áp chứ. Thế chị thấy bên kia giật hoài kìa em nắm tay cái cho nó. Đó, cái gì mà nó lộn xộn. Đứng bên đây thì nắm bên đây thì đưa bên kia qua. Trời ơi. Mới quen mà nắm tay chặt dữ ta. Bạn cảm nhận vì gì về cái nắm tay này? Lạnh mà ấm áp. Ủa lạ ta, lạnh mà ấm áp rồi lạnh, sao? Lạnh ở ngoài. Lạnh là lạnh bên ngoài mà ấm bên trong. Đó. Còn bạn nữ thấy sao? Cảm nhận gì cái nắm tay này? Em thấy bàn tay của anh rất là ấm. Rất ấm? Dạ. Có đủ che chở cho mình không? Em hy vọng là có. Hy vọng là có, bạn tôi cũng hy vọng như vậy. Và chị cũng xin thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò, gửi tặng hai em một món quà. Dạ. Và hy vọng rằng là dạ, lần này em đã tìm được một cái đối tượng có thể che chở bảo bọc cho mình. Và chị hy vọng rằng cái câu chuyện hẹn hò này sẽ dẫn đến một kết quả tốt đẹp nhất mà chúng ta đều hằng mong muốn, đó là kết hôn. Đúng đó. Cảm ơn chị. Cảm ơn em.
Một cái tin nóng sắp dẻo nữa xin gửi đến anh Quyền Linh và tất cả mọi người luôn. Đó chính là đã có thêm một đám cưới nữa. Đám cưới của Kim Hoàng và Như Quý. À, hai cái bạn mà tưởng chừng như không bấm đúng không? Cái bạn nam mà mặc áo bông 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 mà ghét mấy người con gái mà mập á, nhớ không? Đúng rồi, đó, người mà tưởng không có bấm á. À mà nhờ ông Mai vào mối nói hay quá. Xong cuối cùng là hai người quyết định bấm nút. Và bây giờ là đã đám cưới rồi đó thưa quý vị. Vai đó là hỏi tay để chúc mừng tay đó. À, và chúc cho hai bạn sống trăm năm hạnh phúc. Nhưng cái niềm vui này lấy chút may mắn của các bạn đó cho ông Mai với bà mối ngày hôm nay. Hy vọng là hai cặp đôi ngày hôm nay cũng sẽ đồng ý hẹn hò với nhau và cũng đi đến được bến bờ hạnh phúc. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên của bà muốn hẹn hò. Hả Mai? Mời bạn nam. Wow. Ha. Dễ thương quá. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào tất cả mọi người trong trường quay hôm nay. Làm gì rung vậy bạn? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi cho đỡ rung. Giờ là hít hơi từ sau vô. Rồi, giới thiệu về mình đi bạn. Đúng rồi, giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Thọ Hiến, em tự kinh doanh nhà, em đang kinh doanh nội thất văn phòng ạ. Thọ Hiến hả? Dạ. Tên Thọ, trong sửa ông Thọ. À, Hiến là anh con chị Hiến cho. Quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Bao nhiêu tuổi em? Em năm nay 29 đúng ạ. Rồi bạn gái hãy giới thiệu tên tuổi của mình. Ủa sao đi. Sao tự nhiên nghe bên đó ở Thanh Hóa mà em thản thốt vậy? Tại vì em cũng ở Thanh Hóa ạ. Ồ. Rồi em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên Vân Hoa Lê, tên đầy đủ là Lê Thị Vân. Em năm nay 28 tuổi ạ. Em làm kế toán ạ. Rồi bên đây bạn Thọ Hiến, bạn nói cụ thể về công việc của bạn cho mọi người hiểu ha. Em giống như kinh doanh thương mại ạ, thường là bán các bàn ghế văn phòng này. Các thiết bị văn phòng như là máy in, tất cả phục vụ cho văn phòng đó. Tức là bạn làm chủ hay là bạn làm cho công ty đó? À, em mới chuyển ra làm chủ được 2 năm rồi. Làm chủ được 2 năm rồi, dạ. Chúc mừng bạn nha. Mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Làm người cho gia đình là được. Trong người anh nhìn được thôi, em cũng không cần chú trọng đến là xinh gái lắm. Tốt là được. Đó, yêu cầu quá đơn giản, bạn nữ thấy sao? Dạ, nếu mà là một người phụ nữ của gia đình thì em nghĩ là em đủ ạ. Đủ điều kiện ạ. Nhưng mà không biết là bạn nam có yêu cầu gì hơn nữa không ạ? Có, yêu cầu hơn gì không? Mình không cần gì nhiều, chỉ cần quan tâm gia đình và có thể là ủng hộ mình trong tất cứ mọi việc mình làm trong kinh doanh được. Rồi bạn không thích gì ở bạn nữ, nói luôn cho bạn nữ biết. Em không biết, không thích là người lời biếng thôi. Em ồ, rất là đơn giản. Bạn nữ mình vô đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Nhưng mà đi làm thì được 3 năm rồi, còn 2 năm thì ở nhà phụ chị chăm cháu. Thế tại sao mình ế? Cái thứ nhất là môi trường làm việc của em. Khi em vào công ty thì là em là người nhỏ nhất. Toàn là các anh chị 7X không à? Có gia đình hết rồi. Cũng có thể là do tính cách của em một phần. Em ít khi đi chơi với bạn bè lắm. Thường thì thời gian rảnh thì em hay ở nhà. Ở nhà làm gì mà không đi ra ngoài chơi? Nghe nhạc, nghe radio rồi ghé chị chơi, chơi với cháu, chơi với nhiều con nít cho nên là thành ra lớn tuổi nhưng mà tính con nít quá. Các bạn nào không thích chăng? Điểm mạnh của mình và điểm yếu của mình là gì? Em nghĩ em là người của gia đình nhưng mà hay nóng tính, nói to, thẳng thắn. Có sao em nói vậy ạ? À? Nó tốt thế đâu, có nói đâu có gì đâu là nhược điểm đâu em. Bạn trai có thích những người tính con nít không? Em không thích con nít thì em mới ghét. Em chỉ thích là tử tế một xíu, đừng bao giờ nhõng nhẽo nhõng nhẽo xíu, khó rất là khó chịu. Trời ơi, tôi có người yêu tôi phải nhõng nhẽo chứ, nó dễ thương chứ sao mà không chịu. Nhưng mà bạn trai có muốn thích lấy người cùng quê với mình không? Bố mẹ em ở quê còn mình em thôi, bố mẹ em dục lắm mà. Nếu được trong năm nay cưới luôn chị. Lấy nhau mình vẫn tiếp tục lập nghiệp trong thành phố hay là mình về quê? Chắc chắn ở trong đây rồi chị. Bạn nữ sao, bạn muốn một cái mẫu người đàn ông như thế nào? Người đấy biết lo cho gia đình, tâm lý một chút. Cái lý do gì mà những cái mối tình của em phải chia tay? Mối tình đầu của em thì do vị trí địa lý. Tình thứ hai thì ba mẹ em ngăn cản. Tại sao? Thì ba mẹ em không thích cô đấy thôi. Thứ ba? Thứ ba thì nghe gia đình cô ấy ngăn cản. Anh hỏi em, thí dụ bây giờ em gặp cô này, cô gái bên đây, em yêu, rất là yêu, hợp về tất cả mọi thứ, cô gái ấy cũng yêu em, chuẩn bị tới hôn nhân. Ba mẹ em ngăn cản một lần nữa thì sao? Ba mẹ em chắc không ngăn cản nữa rồi. Tại sao? Lấy ai cũng được. Sao vậy? Sao kỳ vậy? Tại vì bố mẹ em bảo bây giờ ngăn cản em rồi, vì bây giờ em không lấy, cách đây 5 năm rồi. Bây giờ không cho lấy thì già mất. Bà nữ thì sao? Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Ba mẹ em thì suốt ngày cứ gọi điện vào là có gì mới không con? Năm ngoái thì chưa có người dẫn về cho nên là không được về rồi. Thì năm nay là phải có người dẫn về mới được đúng về quê. Đúng rồi, đúng rồi. Chắn rồi, cái này ráng dẫn bên về. Bên kia nha. Nếu như mà được thì chừng nào mình mới kết hôn được bạn? Từ giờ tới Tết chị. Vậy là được rồi đó. Được, em đồng ý. Chưa có thấy mặt mũi người ta gì hết mà đồng ý gì trời.
Bây giờ hỏi ngoại hình nè, tôi qua tôi coi có được không, tôi cho về quê chung luôn nè. Mét 6 trở lên được rồi chị, dễ nhìn một chút. Không có cái gì không thích hết. Nhộn nhẹt thì vừa thôi, tức là ví dụ như về công việc thì vẫn có thể. Tại vì nhà em thì có ba chị em gái, thế cho nên em muốn người chồng của em cũng quan tâm đến gia đình nhà vợ một chút. Nói chung là hai người này đều muốn quan tâm gia đình hết. Dạ. Được. Coi cái anh này coi. Em chào chị Cát Tường. Thế mình đã có muốn Tết này đó. Trời cái gì vậy? Vậy mà sao không, nó không thích chơi với con nít. Thế mình không thích nít nhưng mà mình muốn có muốn sanh con không? À, có chị. Bao nhiêu đứa? Em hay trêu với bố chị em là 5 đứa nhưng thôi em chỉ 2 đứa. Thôi 2 đứa thôi. 2 đứa hả? Mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì mình không thích ở một cái người bạn gái của mình không? Bạn gái đừng có ăn chơi hay là lè lẹt quá được. Cái cách sống hay là cái cách ăn mặc cũng thế thôi. Về ngoại hình? Em biển cao 1m6 được. Đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản vậy thôi. Vậy ha, cũng được. Đẹp trai, cũng hơi thiếu ăn tí. Hơi thiếu ăn, cái gì chị? Tao nó bánh, em nuôi, rồi, cái đó được. Vậy nó chắc chắn chứ. Dạ, em chào anh ạ. Chào em. Dạ. Có hai cái đồng điếu dễ thương quá ha. Giống như chị Cát Tường kìa. Ờ, không, chị Cát Tường đẹp hơn. Chị đẹp hơn, chị sắc sảo hơn. Dạ. Nhưng mà em trẻ hơn. Bạn nơi hiền bây giờ rung lắm. Em cũng rung lắm. Em tưởng tượng bạn bên đây thế nào? Chị Cát Tường nói nhìn cũng được, đẹp trai thì em nghĩ là chắc ngoại hình cũng tương đối. Nghe giọng thì cũng hiền hiền. Bên đây vậy là ổn luôn rồi. Hôm nay mình đi có ai người nhà đi theo ủng hộ mình không? Bạn thân của em đi cùng ạ. Dạ anh chào chị Cát Tường, anh chào anh Quyền Linh ạ. Theo nhìn nhận của em thì anh rất là hiền. Có vẻ hơi ít nói. Như em nhìn thấy thì hợp với bạn em, bởi vì bạn em cũng khá là hiền và đặc biệt em thấy bạn em khá là đảm đang trong công việc của gia đình. Bạn của em nói là tánh giống con nít mà anh bên kia thì lại không có thích tánh giống con nít. Trước đây bạn em có một thời gian thì phải trông cháu, cho nên là có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà thực ra bạn em khá là chín chắn. Anh nói với em nghe, con nít không cần biết đích là gì. Dù bạn bên kia thích con nít, yêu con nít, em không thích, nhưng bảo đảm em nhìn thôi, em qua em thấy cái hả, em thích liền. Em muốn nhìn lắm rồi. Muốn nhìn lắm rồi phải không? Kéo màn lên cho hai bạn nhìn nhau nào. Quay qua kia, quay bên đây chị. Dạ, em chào anh ạ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà bạn anh ạ. Thấy này dạ, em gửi. Cảm ơn bạn. Từ phải đâu. Tôi chỉ hỏi cái này, là em đâu. Tự làm á hả? Dạ cái em làm trong hơn tiếng trong đêm qua. Hơn tiếng đó biết ngay này, tự làm mà. Dạ lúc nãy anh nói là anh ở Thanh Hóa, không biết là anh ở huyện nào. À anh ở Thiệu Hóa. Trời ơi bà con nha. Gì vậy? Anh ở xã nào? À xã Thiệu Biên. Ba má tên gì? Hỏi có bà con không? Hỏi nó. Bà con đâu đi dừng luôn nha. Em học có ba trường gì? Ở Dương Nghệ. À Dương Đình Nghệ. Xuyết không, gần trùng. Kênh trùng hả? Khoan phải để hỏi ba má rồi mới biết. Họ hỏi kỹ nha, coi chứ không nguy hiểm lắm. Không không. Thấy có gì quen quen không? Em nhìn hơi. Có gặp đám dỗ, đám cưới gì chỗ nào không? Hỏi có biết bác Tư, bác Năm, bác Sáu gì không nha. Anh đã lên thiệu toán lần này chưa? Lên nhiều rồi. Thiệu toán đi thẳng. Anh có bạn trên thiệu toán nhiều không? Có một hai đứa học phổ thông trên đấy thôi. À, không vậy thôi được rồi, thôi đi. Mày quá. Mày quá, gặp người cùng quê. Ba mẹ thì rất thích người cùng quê. Anh thấy em thế nào ạ? Nhìn tươi tươi. Nhìn có hai cái má đồng tiền giống chị Cát Tường ạ. Đẹp hơn hay xấu hơn? À, còn trẻ thì chắc là đẹp hơn rồi. Đó, chết rồi. Vậy hai người có thật xấu gì khác nhau hết đi. Nói là mai anh không bấm nút kia sao? Cứ khai thật cho nhau nghe, đây là những giây phút hết sức là thật. Thôi anh nói trước đi. Tật xấu của anh thường là rất là ham đá banh ấy. Nhiều khi có thể bỏ cả hẹn đi đá banh. À, đi đá banh, ham đá banh đúng không ạ? Đúng rồi. Anh có nhậu được không? Chắc là 5-7 chai. Có hút thuốc không? Nghe không. Để coi em tật xấu gì khai luôn đi. Nói to, có vẻ ra chửi hay bắt nạt. Nó mắc nạt nổi ảnh không? Nghĩ rồi được. Em cảm nhận về ảnh thế nào? Em thì muốn một người chững chạc hơn em. Nếu mà hơn tuổi em như vậy thì cũng là ổn định rồi. Nhưng về giáo dục sao? Thôi, bây giờ chúng ta bấm nút thôi. Mình sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. 1 Hết thời gian.
Chúc mừng hai bạn nha. Nào nắm tay, cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp gỡ nhau. Sao? Sao? Thấy người lạnh lạnh. Nam, em chỉ thấy mềm rồi. Mềm lắm hả? Dạ. Nào, hãy đi xem phim và tìm hiểu về nhau kỹ hơn nữa các bạn nha. Và hai người nắm tay xem phim nữa các bạn. Nếu mà bị lừa thiệt thì chịu. Ừ. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình... em thích Đơn Phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Dù sao thì các bạn ấy cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Chúng ta đang chờ kết quả tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Man? Mời bạn Nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Bạn có thể giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Trước tiên em xin chào anh Bình Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trần Vinh Thoại, năm nay 30 tuổi. Em là nhân viên media và tối thì em làm studio cưới. Lạ quá nha, kiểu gì vậy? Cái này hả? Do thằng hớt tóc nó hớt bị lỗi. Hả? À. Bị lỗi là cạo luôn vậy đó hả? Xui. Ủa đầu cọc hả cưng? Không, ai nói đầu cọc? Xém cọc thôi chị. Bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Lê Thị Vinh Kiều, em 26 tuổi, quê em ở Hậu Giang. Và em quản lý quán cà phê cho anh ở Biên Hòa. À, rồi là coi như là mình từ Biên Hòa lên đây xong rồi mình về Biên Hòa lại. Coi như hiện giờ là đang sinh sống tại Biên Hòa đúng không? Dạ đúng rồi, trước thì lúc đăng ký thì em ở Sài Gòn mà em mới xuống Biên Hòa mấy tháng này. Giờ giấc mình như thế nào? Tại em quản lý hậu anh nên muốn cũng tự do, không có ràng buộc. Em giới thiệu một chút xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh thì chắc em nấu ăn cũng được. Có lẽ là khả năng chịu đựng cũng cao. Chịu đựng gì? Ví dụ như buồn hay là sự kiên nhẫn á, nó chỉ như là trở ngại á thì em có thể chịu đựng được. Còn những cái nhược điểm của mình? Em không biết trang điểm. Em rất là dở trang điểm. Thôi. Chứ ăn mặc em cũng không biết ăn mặc luôn. Đẹp mà. Em ăn mặc như cũng men lắm. Men hả? Vậy bộ đồ hôm nay mặc là ai tư vấn? Mấy anh chị tư vấn. Đẹp mà, rất là đẹp, tự tin lên ha, không có vấn đề gì hết. Bạn Nam trai. Mình quê chính bạn là đâu? Ở Bình Thuận. Trải qua mấy mối tình rồi? Ba. Ba mối tình rồi. Mối tình dài nhất là mấy năm? 3 năm. Lý do tại sao phải chia tay? Một số việc không hợp nhau. Là 3 năm mà không có nhiều vấn đề không hợp là sao? Có nhiều cái tôi người ta quá lớn. Đấy, lúc trước thì quen thì cũng chưa gì hết, sau thì từ cái nó lòi ra. Bạn bây nữ giờ thì sao? Thích tìm người bạn gái như thế nào? Trước tiên là biết tôn trọng ba mẹ của em, anh chị em và bạn bè của em. Và tôn trọng công việc của em. Rồi, tiếp theo là gì nữa? Quan tâm cho gia đình, sống hòa thuận được rồi, biết trên biết dưới được rồi. Rồi hình thì ốm một xíu, dễ nhìn thôi chứ đừng có mập. Ủa tại sao lại ốm? Tại vì em là ốm rồi, mập nữa là thua. Mập tốt chứ gì đâu. Nổi không nổi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa yêu, chỉ thích thôi. Mình em thích Đơn Phương thôi chứ em chưa yêu bao giờ. Ủa sao? Lý do tại sao ế? Dạ chắc có lẽ là em chưa thích với lại chưa tới duyên nên. Sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em làm gì? Em đi với các bạn trong hội từ thiện á, là em cũng đi làm. Mình đặt ra cái mẫu người bạn nam mình cần tìm là người như thế nào? Và người ấy phải lớn tuổi nghe em, từ 30 rỡ lên à. Bên kia 30 cũng giáp mí ha. Dạ, chững chạc, biết suy nghĩ, tôn trọng và đặc biệt là không bao giờ nói dối. Có nói dối điều không? Nào mình không thích nhất ở người đàn bạn trai? Dạ không, có nhiều khi có nhiều cái mình nói dối tốt thì mình sẽ nói dối. Nói dối tốt là cái gì bạn? Như nhiều khi mình đi mình tổ chức một cái sinh nhật hay gì cho người ta, mình sẽ nói dối. Ồ. Làm cho một cái sự bất ngờ. Thí dụ như mình là nói thật thì tổn thương, mình hơi nói dối chút cho người ta không tổn thương. Theo như bạn, ranh giới đâu là cái nói dối chấp nhận và cái đâu là cái nói dối mà không chấp nhận? Thì cái ranh giới mà nói dối chấp nhận được thì những cái đó mà mình nói dối nhưng mà không có hại đến quyền lợi của ai hoặc là tổn thương đến ai. Còn những cái mà nói mà đụng chạm đến người khác, làm người khác tổn thương thì không tốt. Ra ngoài có ngoại tình và đánh chết cũng không khai, phải giấu tới cùng. Tại vì người vợ của mình mà biết được người ta sẽ bị tổn thương suốt đời, người ta mang cái nỗi đau đó hoài. Bắt tại trận trên giường cũng phải chối nữa, nó anh bị bỏ thuốc mê. Không có được chấp nhận. Bạn nghĩ điều đó như thế nào? Cái đó thì không chấp nhận được chị. Nhưng nếu mà
Hoàn cảnh thì chịu. Hoàn cảnh thì chịu. Nếu là bị lừa thiệt thì chịu. Bị lừa sao được? Tội lo. Mà nghĩ bạn là ai mà người ta bỏ thuốc mê bạn vậy? Thế là ngày xưa vụ Lan Điệp đó. Thì Điệp bị bỏ thuốc mê chứ bộ. Giang hồ hiểm ác. Chứ gì người hiểm ác. Hay quá ha. Cũng lanh lắm ha. Bao lâu nữa đám cưới được? Thì bên đó thích khi nào cũng được chứ từng tất cả mọi thứ là em chuẩn bị xong, kể cả CV bé cũng có hết. Biết ta mà mập to cao thấp mà CV có hết. Dạ em cho thuê đồ cưới. Thuê đồ cưới mà. Không thích cái gì ở người phụ nữ không? Thì em không thích những người phụ nữ mà chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện là em không có thích. Chảnh chọe lè lẹt nhiều chuyện. Chảnh chọe là sao? Nói người này là khác mà qua tới người khác thì nói khác á. Cái đó là phải chảnh chọe. Hay nhiều chuyện. Cái đó là nhiều chuyện. Không phải nhiều chuyện, cái đó phải nhiều chuyện. Tôi gọi bà Tám. Vậy tôi hỏi cái chuyện chảnh chọe là sao? Nói chung là chảnh như cho mình là giá cao á. Đẹp là có quyền. Em có thích người đẹp không? Người đẹp ai em thích chị? Ừ, đẹp là phải chảnh chọe, phải chịu nha. Em anh hỏi thiệt em câu này nha. Hồi nãy anh hỏi em có mấy mối tình để anh khẳng định là em có gọi là đứng nam nhi không á. Chứ nhiều khi thấy em yếu yếu sao á. Có thiệt. Có ai nói em vậy không? Dạ đúng rồi, tính em hơi bị hiền. Hiền cũng... Thật sự nha, nếu như một cái người nào mà họ nhìn vào họ cũng có thể nghi ngờ chút xíu nào đó về giới tính á, mình mạnh mẽ luôn xíu nữa. Rung quá. Rung quá hả? Nhưng không sao, ông ba mối tình rồi mà, mối tình 3 năm được rồi ha. Để anh xem cô kia coi thế nào. 3 năm mà chưa có cầm tay kìa. Ủa? 3 năm có cầm tay chưa? Ai đồn ác nhơn vậy anh? Ừ mới nói kìa. Đồn ác nhơn quá, chào em. Nói tôi ác nhơn trời. Tôi thương quá à. Anh bên kia chắc dân biển mà hơi đen chút xíu, cũng cá tính lắm, làm media là cũng ok. Dạ. Quan trọng mình nhìn nhau thôi nha, đừng nghe lời chị Cát Tường nha. Mà em đi có người thân không? Dạ có bạn em. Trước hết em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Phượng. Thì cái gì? Chị Cát Tường, em xin lỗi. Lúc đầu tiên anh bước vô thì em thấy anh là một người khá là cá tính, anh khá chân chạc và em thấy anh rất là hài hước à. Và nếu mà anh cần một người đảm đang thì chị Kiều là số 1 rồi. Mà hai người hợp với nhau không? Hai anh chị là một cặp thì em nghĩ là sẽ là một cặp hoàn hảo. Bạn Nam có đi với ai không? Em đi biển phòng luôn. Không, biển phòng. Phòng dịch vụ cưới hả? Không, phòng đồng nghiệp của em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Ngay từ đầu mà Kiều bước vô thì em thấy Kiều rất là hiền. Có cái nét nào đó giống như là Tăng Thanh Hà. Dáng người cũng mảnh mai, rất là hợp với anh Thoại. Hai người cũng mảnh mảnh với nhau á. Chỉ có một cái là bạn Kiều không có biết trang điểm. Nhưng mà không có sao hết á. Anh Thoại anh làm bên trang điểm, bên áo cưới rồi về cái này mình khắc phục được. Em nghĩ là hai bạn là một đôi ạ. Nhưng mà xác nhận là hồi đó có quen mấy mối tình thiệt phải không? Dạ có. Dạ. Chị tin em nha. Dạ. Ác nhân thiệt, cảm ơn. Chúng ta sẽ kéo màn nha, nãy giờ mình trao đổi cho nó thoải mái rồi. 2 phút để các bạn có thể trao đổi và chia sẻ tất cả. Cảm ơn. Với lại thí dụ như một ngày nào đó cưới nhau thì ba mẹ chồng á có một chút xíu gì đó mà nói on em thì em sẽ nghĩ như thế nào? Tức là em sẽ giải thích, còn nếu ba mẹ không nghe mặc định cho em là cái sai đó thì em nghĩ em sẽ im lặng chịu đựng á. Thì nhịn một chút cũng không có mắc mắc gì hết à. Sao mới vô câu đầu tiên mà hỏi câu khó quá vậy? Hỏi ngược lại, nếu anh thì sao? Tại em có em trai mà, nếu em trai của em không có thích anh thì sao ạ? Phải làm sao cho nó thích chứ, nói chung con trai không thích là làm cho nó thích dễ lắm. Như là... Ví dụ một cái. Chưa nói hết. À, nói hết đi. Nói đi. Ví dụ nó không thích mình, cái tính đó mình sẽ dặn nó đi chơi đâu đó, hay anh biết phải nắm được cái sở thích của nó là cái gì, mình đánh vô cái điểm yếu của nó là nó thích ngay thôi. À, dụ dỗ à hả? Là anh có thích đi làm từ thiện không? Lúc trước thì cũng thường đi lắm, mà nay không có thời gian để đi. Nếu em đi thì anh có cho không? Không, cái đó thì đi thì bình thường thôi, sắp xếp công việc của mình xong mình có được đi. Anh có thích chụp hình không? Chụp hình quay phim là nghề của anh. À vậy hả? Em thích chụp hình. Mà ở bây giờ em ở Biên Hòa là ở khúc nào? À, gần ngã ba Thái Lan á anh. Cũng như hồi đó thì em thích ở Sài Gòn nên em muốn tìm một người là cũng ở Sài Gòn để có tiện hẹn hò. Nhưng mà bây giờ vì công việc nên em phải xuống tới dưới. Chà, dạ. Bây giờ hẹn hò sao, hỏi ảnh coi. Và em vẫn lên xuống ở Sài Gòn chị. Với lại quản lý thì em nghĩ là đi tới lui nó cũng tiện. Em không có thích ràng buộc bất cứ một cái gì cả. Hát bài lấy tình cảm nhau đi.
Em hát khó nghe lắm nha. Kệ nó, nãy giờ nói cũng khó nghe. Hát hay không bằng hai hát. Giấu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh. Anh chẳng sợ gì đâu, vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Hát lại đi em. Quê ở Hậu Giang và em thích Tiền Giang nên hát bài Kiên Giang mình đẹp lắm. Trời. Hay quá ha. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển. Em quên. Trời, nghe sóng biển cứ quên hả? Lại, 2, 3. Kiên Giang mình đẹp làm sao. Bóng mây sánh đôi bóng. Thôi khó quá, bỏ qua. Gương mặt em rất là phúc hậu. Lấy con này về làm ăn phát tài, phát lộc dữ lắm luôn á. Nói câu gì thật tình cảm chúng ta đi đến quyết định. Dù sao đi nữa thì mình cũng hãy cho nhau một cơ hội để được chăm sóc nhau. Em nghĩ thì cho bao nhiêu con người thì mình gặp nhau thì đó là một cái duyên. Còn có nợ hay không thì có lẽ là tương lai sẽ quyết định. Chuẩn bị. Suy nghĩ là thật kỹ. Nghe nhịp đập của trái tim mình và quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Nghĩ sao mà tôi mai mối cho mà nói tôi thất nhân hả? Cho nắm tay đó. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian xem phim để tìm hiểu nhiều về nhau. Nắm tay dắt bạn gái đi coi phim. Mời bạn nữ. Rồi, hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Bạn nam em tên là Trần Minh Hải, năm nay 31 tuổi, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty Vidan. Bạn nữ. Em tên là Lê Thị Hoàng Anh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang học văn bằng 2 sư phạm toán của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà thì em cũng có mở thêm lớp dạy kèm tại nhà. Dạy kèm lớp mấy? Hiện giờ chủ yếu là các bạn cấp 3. Toán hả? Dạ, toán lý ạ. Mình dạy toán mình có khô khan lắm không? Em thì chắc là cũng khô khan nhưng mà cũng rất là vui vẻ ạ. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu nào giới thiệu cho mọi người? Em thì hậu đậu trong việc bếm nút. Dạ. Thứ hai nữa là thường xuyên là lười, lâu lâu mới là xuyên đột xuất và tính là hay quên. Mình lười là mình lười cái gì? Lười trong cái việc gì? Hay tất cả mọi thứ đều lười? Dạ, ví dụ như là dọn dẹp á, mẹ kêu là dọn thì em nói là thôi để lát nữa con làm chứ không có chịu làm liền. Nhưng mà lâu lâu thì xuyên đột xuất lên thì lo hết tất cả ra, dọn hết tất cả nguyên nhà. Rồi. Điểm mạnh của em thì em biết ham học hỏi, biết lắng nghe. Ngoài giờ học rồi dạy nữa thì có thời gian để hẹn hò không? Em hay nói đùa là vì không có gấu nên là sếp định dạy kín mít. Mà vì sếp định dạy kín mít cho nên không có gấu. 20 mấy năm chưa một mối tình nào hết, từ thời đi học tới giờ luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy? Ngày xưa đi học á, thì gia đình ngăn cấm chuyện yêu sớm. Sau này thì khi mà gia đình ủng hộ rồi á, muốn em có bạn trai thì xung quanh em cái môi trường á, lại không có được đối tượng phù hợp. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn người bạn trai của mình muốn tìm là người như thế nào? Em muốn bạn nam của mình là cao khoảng 1m7, là một người không có tính gia trưởng, vui vẻ, cởi mở, hòa đồng. Giống như anh Quyền Linh thì em rất là thích à. Dạ. Chị cũng thích ảnh nữa. Dạ. Quan điểm của em bên đó vậy, em có thấy em đáp ứng được như... Em thấy em đáp ứng được hết luôn đó anh. Được hết luôn hả? Phải không? Bạn cao nhiêu? Dạ em cao 1m71. Ồ, dư được một chút. Có gia trưởng không? Dạ không anh. Lý do tại sao ấy? Em thì cũng đi rất là mát tay, không biết làm sao á. Quen ba người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng. Yêu cầu của em thế nào? Bạn nữ thì phải biết chăm lo đi cho gia đình, tính trên nhường dưới là được rồi. Về ngoại hình? Cái ngoại hình thì cũng... thì bạn đó ốm,
Tại vì em thích mấy bạn nữ mà mặc áo dài. Ốm thì mặc áo dài nhìn từ đằng sau nó rất là đẹp. Mà mập mạp mới có sức khỏe chứ bạn, về còn sanh con đẻ cái nữa, ốm quá sao có sức. Không chị, cái đó về đem bồi bổ sao đi làm cho mập lên. Chi vậy, ta bồi bổ sẵn ngày mình rút về em sướng hơn không? Nếu mà vậy là mình không đáp ứng được yêu cầu ốm bổ dài đẹp của bạn rồi. Tại vì mình không có cần đẹp. Không cần đẹp luôn. Dạ, cái đó vậy. Chỉ cần ốm thôi. Dạ. Ông này lạ lùng vậy. Tại vì nếu đẹp thì về đem làm cho đẹp được. Về cũng có thể ăn kiêng hoặc là tập thể dục cũng ốm được mà bạn. Nếu mà ốm thì mặc áo dài, còn mập mập múp múp thì mình mặc cái khác. Mặc cái khác là mặc cái gì? Mặc đầm đồ đó. Nhưng mà em vẫn thích áo dài hơn đúng không? Dạ. À, đó là yêu cầu rồi. À, sở trường mình có gì? Em nấu ăn được, em chơi thể thao được. Chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ, cũng chuẩn bị chút chút. Cưới thì giờ ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh là dạ. Ở Tây Ninh? Dạ, để ở thành phố. Nếu như sau này em công tác ở với em Bình Dương cũng sát bên thành phố thì sao anh ha? Thì anh đi sẽ đưa rước thôi. Đưa rước mỗi ngày anh căng lắm á. Tính lâu dài sinh con đẻ cái nữa đâu có vậy được. Dạ, nếu như bạn nữ đi có đi công tác ở với Bình Dương đi thì mình dọn đi ra Thủ Đức để mình sống. Cho nó gần đúng không? Đi cho gần. Đi đấy mình tiện mình đưa rước đi mỗi ngày là được. Tức là vừa đi làm chuyện của mình mà vừa đưa rước bạn gái luôn. Tại vì cái khu ở ngoài đi cũng nguy hiểm đi, nếu như bạn gái đi một mình đi thì cũng đi mình không an tâm. Đúng rồi, đi xa xa đó. Dạ chào chị. Bạn trai có tật xấu gì không? Dạ có chứ. Thì thứ nhất là em rất là cứng đầu. Ví dụ như đem làm cái chuyện đó đi, em làm chừng 3 lần. Đi nếu đi không được thì em tự động em bỏ. Đi nếu như được có người xen vô nói: "Trời ơi, mày làm cái đó thì không được đâu. Tao biết chắc mà." Thì em sẽ làm cho tới khi nào được thôi. Lý do tại sao bạn vẫn ế tới giờ phút này sau 3 mối tình hả? Tại vì đi lúc trước á, đi là đi mình còn nhỏ đi, mình đi chưa có cái gì trong tay hết. Đi cái đi công việc thì không có ổn định. Tại vì đi mỗi lần đi mình cưới đi người ta về đi thì đâu phải đi mình nói chuyện tôi cưới đi người đó về đi là thôi đâu. Đi cái cho nên đi mình phải chuẩn bị từ trước, đi khi nào mà mình thấy chuẩn rồi thì mình mới đề cập tới. Bây giờ chuẩn chưa? Bây giờ chuẩn chưa? Dạ đi cũng chuẩn rồi chị. Chuẩn khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ đi cũng 60%. 60%. Giờ lấy vợ về mình ở đâu? Dạ ở thành phố. Thành phố là ở chỗ nào? Tùy theo bạn đó đi công tác ở đâu. Là ở đâu mình thuê nhà ở đó. Dạ. Nếu như mình ở luôn ở với An được không bạn ha? Vì nhà mình á thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình là khi mà dựng vợ gả chồng á thì sẽ xây nhà ở đó để cũng gần gũi bên gia đình. Nếu mà như vậy thì bạn có đồng ý không bạn không? Đi nếu như bạn muốn định cư chứ Bình Dương thì mình đi cũng đi không thành vấn đề. Tại vì đi từ Bình Dương đi lên thành phố đi cũng gần chứ không có xa. Bạn có đất rồi giờ mình có đất rồi. Sướng muốn chết. Của hồi môn mà. Anh thấy bên đây cũng tính toán rất là kỹ. Mình xem mặt bên kia đàn gái coi sao nha. Dạ. Bên đây tính kỹ lắm. Dạ, em chào người Linh. Tính kỹ tới mức mà mình cưới người đó về phải lo đầy đủ như có con cái kia nữa. Rất chín chắn. Dạ. Em có yêu cầu cần anh làm gì cho em không? Em thì chắc là chỉ cần ảnh là giúp đỡ em, san sẻ em trong cái công việc quán xuyến gia đình. Với lại tính em thì không biết đoán, nếu như mà ảnh biết đoán được thì giúp em hỗ trợ em thì rất là vui. Hả? Dạ. Cái này dễ mà. Được, cái này được, dễ. Được. Thôi tưởng gì chứ quyết đoán hay lắm. Có gì em xử lý luôn ha. Em ra quyết định luôn. Vợ giao mình quyết định mừng lắm. Tôi không quyết định được, vợ tôi quyết định hết luôn. Mà khi nó khổ vậy đó. Hôm nay em đi có người thân nào đi theo ủng hộ em không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Nãy giờ theo kinh nghiệm của cô người lớn tuổi á, cô nhìn coi. Qua cái chuyện mà trao đổi nhau á thì cô cũng thấy con thật thà, thiệt tình. Nhưng mà đối với Hoàng Anh á thì có nhiều khuyết điểm. Cô cũng mong con với Hoàng Anh là quen với nhau, trao đổi với nhau. Nếu mà được á thì tiến tới, còn không á thì mình làm bạn. Thì thôi cô cũng cảm ơn. Dạ. Cô thấy con để tương lai mình được không cô? Bây giờ thì cô khó nhận xét lắm, phải quen rồi cô phải biết chứ, còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào, đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được. Nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái, con cô thì nó rất là ngoan, thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng, có nghĩa là đàng hoàng. Đó là nỗi lòng, là tâm sự của người mẹ. Dạ. Cũng lo lắng cho con gái của mình ha. Dạ. Mà bạn trai muốn nói gì để cho bên kia tin tưởng mình hơn chút không?
Dạ, nếu như đi mà cái cô nói vậy á, thì chắc con đáp ứng được 60-70% gì đó. Còn 30% còn lại sao? Đi là mình tích lũy từ từ. Tích lũy từ từ đúng không? Dạ. À, cảm ơn cô. À, bạn trai ơi, hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, đi người thân đi của em đi lên đây thì không có được chị ơi. À. Anh thấy ổn rồi đó. Thôi bây giờ hai để gặp nhau đi. Kéo màn lên. Dạ chào bạn, chào anh. Chào em. Bạn gái rất là xúc động đấy. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Hoàng Anh đã khóc đấy. Em hết rung chưa? Dạ em thì không có rung, chỉ là em hơi xúc động chút xíu. Dạ em xúc động thì là đi mẹ em nói hay là làm sao? Dạ em thì rất là thương mẹ em, bởi vì gia đình đã lo cho em rất là nhiều, nên là em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dạ cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy đứa bạn này thì em cũng đi rất là thích. Dạ em cảm ơn. Em thích về gì? Em thích cái răng của đứa bạn đó. Thích cái gì? Cái răng. Em thì tính em hơi rụt rè, nhưng mà nếu mà quen thân với em thì em bộc lộ bản chất của em cũng hơi nhí nhố, hơi tương tự. Mình nó rụt rè, em đây cũng rung nữa, đây nói ít hơn nữa. Thôi hát bài tỏ tình đi bạn. Hát bài cho nó phá tan bầu không khí rụt rè đi. Thì bây giờ anh thì bây giờ đem xin hát bài Buồn Con Sáu Sậu nha. Dạ. Bài ý nghĩa quá hả? Tại vì đem chỉ thuộc lại cái bài đó thôi. Rồi. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm. Anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng. Rằng sèn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Họ ơi, câu hát xưa ân tình, trăng tròn đẹp đôi, chim sáo về nơi đâu, ai buồn ai thương nhớ. Xin nhắn lời cho nhau dơi, nhớ mong đêm ngày. Tiếng chim kêu đâu đó, nói xa hơn nói gần. Mỗi mai anh không dám, em bằng lòng làm vợ anh không? À, cái bài nó có ý nghĩa. Anh tưởng đâu hát cái vụ kia. Em tưởng cái gì mà buồn chia tay chia giờ là thì ra cái cô cuối vô được. Con sáo sổ lòng bay xa chứ. Trời ơi, được bạn nam tình cảm nhau một vài câu nữa như nó ngọt ngào để đâu. Rồi gọi là chứng minh cái tình yêu của mình để cho bạn gái nhấn nút đi. Thì nếu như anh là điểm mối tình đầu được của em thì anh đi cũng sẽ là điểm mối tình cuối của em. Chúng ta sẽ đến cái phần hết sức là quan trọng. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau cái đi bạn, mình cảm nhận. Đây có lẽ là cái nắm tay đầu tiên của bạn. Đầu tiên nha. Bạn cảm giác thế nào? Em thì chắc là đang rung nên không có cảm nhận được gì nhiều mà. Bàn tay bạn ấm mà. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi mong rằng các bạn sẽ báo tin cho Quỳnh Linh và Cát Tường thật sớm. Hạnh phúc đang trong tầm tay chúng ta. Đừng để nó trôi đi nhé. Dạ, em cảm ơn mẹ Linh. Em cảm ơn chị Cát Tường. Cảm ơn chị. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Các bạn. Được 5 năm. Wow. Thời gian rất dài đúng không chị? Dạ em cũng có một mối tình 7 năm ạ. Cái gì? Còn hơn em còn dữ hơn bên này nữa hả? Dạ. Hoàng Anh dễ thương quá. Có thể nói đây là những giây phút đông đầy những cảm xúc trong chương trình thưa quý vị. Mong rằng tất cả hạnh phúc, bình yên sẽ đến với cô gái ấy và chàng trai ấy. Và nếu thật sự họ mà đến được với nhau á thì đây là đúng là những cái giây phút này là giây phút tuyệt vời. Đó là kỷ niệm của họ. Chúng tôi luôn mong muốn điều đó xảy ra thưa quý vị. Còn bây giờ cặp đôi thứ hai có như vậy không? Quý vị chờ xem. Hạ màn. Mời bạn nam. Dạ chào ông Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý khán giả. Mời bạn nữ bước ra sân khấu.
Rồi, mời em ngồi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Chào bạn. Bạn tên là gì? Nghề nghiệp ở em đâu? Em tên là Nguyễn Xuân Nữ Hòa Ca. Hôm nay 23 tuổi. Nghề nghiệp em là nhân viên thu ngân của tiệm vàng. Thu mua tiệm vàng hả? Thu ngân. À, thu ngân hả? Đâu thu mua tiệm vàng em dữ vậy? Em quê ở đâu ca? Dạ, em về ở Vĩnh Long. Ờ vậy hả? Cùng quê với chị. Dạ. Tên lạ nhờ, Sơn Nữ Phà Ca hả? Nguyễn Sơn Nữ Phà Ca. Dạ. Tên sao hay quá quen à. Quen hình như tên nghe xấu lắm anh Linh. Không, tên đẹp. Nhưng mà trong, tôi nhớ rằng trong một cái tù cải lương nào đó, hay một bộ phim nào đó. Dạ đúng rồi, do bà nội em rất là thích xem cải lương. À, thành ra là đặt là Nguyễn Sơn Nữ Phà Ca đó đúng không? Dạ. À, tên lạ quá ha. Rồi. Dạ. Bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Hoài Thanh, quê em ở Tây Ninh. Hiện tại em đang là một đầu bếp ạ. Đầu bếp hả? Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại em 25 tuổi. Làm đầu bếp chính chưa? Bếp Việt á thì em có làm chính rồi, nhưng mà còn bếp Nhật thì em đang học và bếp em chỉ là phụ thôi. À, bạn nữ thích nấu ăn không? Dạ có ạ. Nấu ăn ngon không? Không được ngon lắm. Không sao, yên tâm. Có bạn trai làm đầu bếp thích không? Thích nghề đầu bếp không? Dạ em rất thích đồ và làm người đầu bếp. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ một. Em quen là được 5 năm. Wow. Thời gian rất dài đúng không chị? Mình chia tay bao lâu rồi? Chia tay khoảng cũng 5 rưỡi vậy chị. Lý do tại sao vậy bạn? Em cảm thấy anh không thật lòng. Có nghĩa là anh ta bay bướm mà. Dạ, quen bạn rồi còn có dòm ngó người dạ, khác. Dạ đúng rồi. Dạ. Em giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người, chơi thể thao, thích nấu ăn. À, thích tìm tòi học hỏi những cái mình cần biết. À, thích shopping. Thích shopping rồi. Bạn nữ nào cũng thích shopping hết trơn á. Rồi còn khuyết điểm? Tính em hơi nóng, hay giận hờn, nhưng mà rất là mau quên. Nóng dữ không em? Cũng nóng nhưng mà vừa phải chứ không dữ lắm. À, đừng có nóng quá nha, phụ nữ nóng đó. Quá hư bột hơi đường hết. Bạn gái là chia sẻ rồi một mối tình tới 5 năm. Thế bạn trai mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng có một mối tình 7 năm ạ. Cái gì? Còn hơn em còn dữ hơn bên này nữa hả? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ tại vì lý do yêu xa, với lại là có nhiều cái khúc mắc trong đó mà không chịu mà thông cảm cho nhau. Ví dụ một vài cái cụ thể mà không giải quyết được. Hôm đó em đi làm về thì nhân cái dịp đó là lễ Halloween, đường rất là kẹt xe. Thì cô ấy ở quê có điện lên cho em, kẹt xe quá em không thể nào bắt máy được. Đoạn ít xe rồi á, em bắt máy, xe qua lại ồn ào, cái bắt đầu là cô ấy nói em là đi chơi, có những lời rất là khó nghe. Rồi sau đó em cúp máy để ráng chạy được về tới nhà để mình điện thoại lại mình giải thích. Nhưng mà điện thoại lại thì không chịu thông cảm cho nhau, không chịu lắng nghe lời giải thích ạ. Em cũng có suy nghĩ là trong 2 tháng mình không liên lạc với nhau để xem hai người có cùng chung một cái hướng đi nữa hay không. Và cuối cùng 2 tháng thử thách đã qua thì đường em đi đi. Ủa vậy là đứt luôn á hả bạn? Dạ. Trong 2 tháng đó thì em cố tình là chờ đến cái ngày sinh nhật của cô ấy thì em có mua một bó hoa mình tặng cho cô ấy, rồi mình năn nỉ. À, lúc mà tặng hoa cô ấy nói sao? Khóc thôi. Sau đó rồi em đi, cô ấy nhắn tin là em đi lấy chồng, anh đừng có buồn và hãy cố gắng mà sống nhàn. Từ cái tin nhắn đó là hình như là khoảng 1 tháng rồi là ngày nào cũng chạy về cả để năn nỉ, nói chung là níu em kéo. Em chạy về đúng không? Dạ. À. Làm xong là khoảng 10 giờ tối là em chạy về tới rảnh 12 giờ sáng. Lúc nào về thì em cũng tặng cô ấy một cái bó hoa hồng mà bằng cũ do chính tay em đẻ. À. 6 tháng sau thì cô ấy lập gia đình. À, cũng có thể là em ít quan tâm chút xíu nhưng mà cuối cùng là em đã cố gắng để níu kéo. Ôi, đây là một chàng trai tôi nghĩ rằng cũng có tính chung thủy đấy. Ha. Phà ca, thế bây giờ em muốn tìm một cái người đàn ông như thế nào? Chung thủy, biết lo lắng cho gia đình, chăm lo, chia sẻ những lúc em buồn, có cái chí hướng cầu tiến. Bạn nam thấy sao? Bạn ấy nói là cần một người có thể cầu tiến. Em có cùng một cuộc sống nói chung là tự lập từ nhỏ, và cái vấn đề cầu tiến của em cũng rất là cao. Quan trọng cũng không phải là do em mà do bạn gái có chấp nhận và đồng hành cùng em đi cái cầu tiến đó không? Đúng rồi. Ví dụ lập gia đình thì mình sẽ sinh sống ở đâu bạn? Định hướng là em sẽ về quê mở cái quán nhỏ nhỏ là sống chung với ba mẹ. Mình có ngại về quê của bạn trai để làm dâu không? Nếu yêu nhau thì em chấp nhận. Vậy là tốt rồi. Bạn trai không thích những cái gì ở bạn gái? Tức là nước da ngâm nè, miệng thì miệng hô. Tại vì da ngâm thì em có sẵn, hô thì em cũng đã hô rồi. Làm sao tự nhiên bạn đen được, bạn không chịu người ta đen là sao? Dạ tại vì quen một người bạn gái da trắng sau này nó sẽ có con á chị. Nó sẽ lai lai ra bớt. Quan trọng là mình yêu thương nhau thôi chứ. À. Đặt trường hợp mà nếu bạn ấy mà da ngâm nhưng mà được cái là tính tình bạn ấy tốt thì ok. Mình phải nói như vậy. Quan trọng tính tình tốt thôi. Rồi mình nói những cái ưu khuyết điểm của mình cho bạn gái kia nghe đi. Em thích nấu ăn, những lúc buồn thì em thích là kiểng hoa hay gì đó.
và mưa thích. À dạ. thấy rồi và em có một điều đặc biệt là những lúc mà em buồn á, shopping hay gì đó là lựa đồ cho bạn gái. Là lúc thích đó shopping lắm đó, là lúc đó là em vui lên gái nè, là vui nè. Tay bí đẹp, tay bí đó. Này là em làm đó hả? Dạ em tẻ chị. Chị quá xuất sắc, tài giỏi là thấy rồi đó. Nhưng mà có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nóng tính, xung đột, nhưng mà phải cẩn trọng trước cái sự nóng tính của mình. Nếu mà cảm thấy mà mình thắng thì mình làm tới, còn nếu mà thấy thua thôi mình lui. Bây giờ bạn thật sự cần một điều gì ở người phụ nữ? Anh chị cũng biết thì em làm trong bếp, là trong cái môi trường nóng, nó nhiều cái sự cố mà không muốn xảy ra. Thì em về nhà em muốn có một người cũng như là một cái máy điều hòa vậy, so dẹo đi những cái mà nóng nảy trong người đó. Vậy lấy vợ chứ tao mua máy điều hòa được rồi. Không, cái máy điều hòa nhiều khi nó chỉ làm mát ở ngoài da thôi anh, chứ nó đâu làm mát trong lòng được đâu. Chị nói là tìm người vợ nhẹ nhàng, dịu dàng, đúng không? Chia sẻ với mình những cái nhọc nhằn trong công việc. Như vậy là hợp lý, rất là chuẩn. Được lắm em. Mặt chịu mày ha. Dễ thương, duyên dáng. Nhưng mà em đen quá. Để coi đàn gái thì sao nha. Nhập đàn trai ok. Chào em, dễ thương quá. Nhưng mà em hơi đen. Cũ lo có hơi đen. Không có đen mấy đâu. Nhưng bộ đảm anh kia anh gặp anh chịu quá. Anh bên kia hiền, hơi nóng chút xíu không? Có làm dịu mát những cái cơn nóng nực của anh không? Bên đây nãy cũng em nóng. Em đôi lúc là em cũng nóng. Chết. Nhưng mà nói chứ không gian của anh làm nó nóng bức lắm em. Tự em vào bếp chút xíu đi. Lửa nó phật phật. Ừ, đó là cái bệnh rồi. Nghề nghiệp mà. Còn lúc nào ông về ông đang ngủ, ông nằm ngủ trưa rồi đó, ông nóng thì là mình nóng lại. Được không? Được. Dễ hôm nay có ai đi cùng với mình không? Dạ có, anh đi với Thiếm em. Chào anh Quỳnh Linh, chào Cốc Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ, dạ chào Thiếm ạ. Sao Thiếm thấy sao Thiếm? Cậu này cũng dễ thương, nói chuyện cũng hiền. Nhưng mà có điều hơi băn khoăn chút là tính tình hơi nóng. Và ca tính tình nó cũng hơi nóng đó. Cái vấn đề mà nóng tính, Thiếm cứ yên tâm. Mặc dù con nóng nhưng mà con biết nhịn lắm. Tính tình nó cũng hơi thẳng thắn. Có cái gì nếu như sai nó thẳng thắn nó nói đại à. Dạ con thích ở ngay chỗ thẳng thắn đó. Nếu mà cảm thấy con sai chỗ nào thì cứ nói. Chứ mà đừng có mà thấy mình sai rồi ngậm mặt hầm mà hỏi không nói là cái đó làm con tức gì lắm, tức luôn á. Cảm ơn Thiếm. Mình có đi với ai không? Dạ chị họ. Chị họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Chào chị ạ. Thì bé này thấy nó cũng dễ thương. Trắng thì nó cũng hơi hơi chứ không đến nỗi nào trắng lắm. Không đến nỗi nào đen lắm. Cũng vừa hợp với cái tướng, với cái tính đó. Còn thằng em thì nó hơi nóng tính với nó cọc tính lắm. Bù lại thì nó có dùng từ là nó dạy gái lắm. Dạy gái là sao? Có hiếu với gái á. Trời ơi trời. Giống như nãy kể chuyện tình á, là chị em kêu qua nhà chơi thì nó ít khi qua lắm. Mà kêu về dưới mà nửa đêm nó cũng chạy về dưới. Thôi cảm ơn hai họ ha. Bây giờ mình sẽ gặp gỡ nhau. Rồi kéo màn lên. Anh chị, có quà tặng em. Em cũng thích món quà tự tay người khác làm để tặng cho em hơn. À, sao? Cảm giác đầu tiên có trắng không bạn? Có đen không bạn? Không, nói chung là trắng hơn em là được. Anh có gì nhận xét gì em? Nghe giọng nói của em dễ thương thì anh thích rồi. Nhưng mà khi mà được nhìn thấy em thì anh còn thích hơn nữa. Anh sẽ có hiếu với em. Nhưng mà những lúc nóng tính anh có thể nhường em được không? Đó, mỗi khi mà em nóng á thì anh có thể là anh bỏ đi chỗ khác. Và khi nào bình tĩnh á thì mình nói chuyện lại. Không biết tâm lý em sao chứ thường chị thấy ví dụ như mà gây lộn mà một người bỏ đi á là chuyện nóng thêm nữa. Em sao, em thấy sao? Nói chung là em không thích là phải bỏ đi, nhưng mà phải giải thích cho mình hiểu nhau hơn. Chứ bỏ đi vậy em càng tức hơn. Nhưng khi người ta bỏ đi cho nó hết cơn nóng đó thì sao? Nhưng mà em thì em lại cần lời giải thích nhiều hơn. Một điều mà nãy tôi thấy bạn trai nói là bạn về quê lập nghiệp. Bạn gái có đồng ý về quê mở một cái quán nho nhỏ, có một cửa hàng nho nhỏ nào đó không? Làm thì em thích làm để kiếm một số vốn nào đó. Rồi cũng phải về quê để sinh sống. Em thích cuộc sống ở quê hơn. Bây giờ trong giai đoạn mình hẹn hò thì mình sẽ hẹn hò như thế nào? Chung là công việc của em thì thời gian nó hơi nhiều. Rồi anh có thể chấp nhận được hay không? À, công việc của anh thì nói chung thì nó cũng như vậy. Nhưng mà trừ khi là mình không muốn thôi. Nhưng mà nếu mình muốn thì bất cứ giá nào là mình cũng sẽ gặp mặt nhau. Chính xác. Nhiều khi chủ em cũng rất là khó. Không, thì thí dụ như là em làm thường thường thì mấy giờ em về? Hết ca là khoảng 10 giờ em mới hết ca. Thì giả sử như là hôm đó thì anh sẽ chạy qua bên tới anh em là cho dù tiếng hồ đi.
là 11 giờ thì ra mình gặp nhau, mình uống nước hay gì đó, như là 50 phút nửa tiếng gì đó rồi mình vô. Nói chung là có gặp mặt là mừng rồi. Dạ, đúng rồi. Người ta rất chịu khó. Một câu gì nữa tỏ tình với nhau. Thật sự thì nếu mà em là bạn gái của anh thì những lúc em buồn á, anh chỉ xin em một điều á, thì em hãy chia sẻ những cái nỗi buồn đó quá của em sang cho anh. Còn nếu mà em làm vợ anh á, anh không thể mà cho em chạy xe đẹp hay là mặc sang được, nhưng mà anh hứa sẽ là cho em hạnh phúc suốt cuộc đời. Em cũng mong muốn rằng là những lời anh nói là tận đáy lòng anh thốt ra. Và bây giờ quan trọng là bấm nút. Đây là giờ phút hết sức thiêng liêng, và người ta nhớ mãi giây phút này. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Tôi có thấy trong ánh mắt của bạn trai những cái sự chân thành, thật nảy lòng bạn ấy đấy. Nào hãy nắm tay nhau và cảm nhận ngày đầu tiên gặp mặt. Cảm giác thế nào? Mềm bàn tay em. Tại những chiếc vé xem phim sẽ giúp các bạn có nhiều thời gian để bên nhau, để trò chuyện với nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim bạn. Dạ em tên là Trương. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm 28 tuổi. 28. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ em tên là Diễm Ngọc. Em 26 tuổi ạ. Hiện nay là Ngọc đang làm việc ở đâu? Dạ hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty tư nhân ạ. Mình làm được bao lâu ở đó rồi? Gần 4 năm rồi chị. Mình đã có mối tình nào chưa? Xưa lắc xưa thì có, còn bây giờ lắc thì chưa. Xưa luôn. Vậy bao lâu rồi thì không có? Dạ chắc khoảng hơn 1 năm mấy rồi chị. Vậy mà là xưa lắc xưa lơ. Trời ơi, tưởng đâu là 5, 7 năm nay không có. Bạn có thể nói về mình chút xíu. Ưu điểm của em thì hay cười, vui vẻ, thân thiện. Với lại cũng có biết một chút chút nấu ăn. Nhược điểm thì em thấy nhiều hơn ưu điểm. Nhiều là cái gì đâu? Nói nhiều nè. Hay nóng tính đó chị. Cô kia giới thiệu vậy rồi, còn theo bạn thì đáp lại như thế nào? Dạ em thì hiện nay là nhân viên ngân hàng. Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng 6 năm. Về ưu điểm thì em thích nấu ăn với Quỳnh Linh. Tuần thứ bảy thứ nào em cũng coi chương trình của Quỳnh Linh nấu ăn, nó ngon á. Với lại em thích cái mẫu người bạn gái hơi hí hẩm tí nhưng mà chân thật, không ham vật chất. Dạ. Ủa sao không ham vật chất? Dạ tại trước đây em có quen hai ba người con gái thì cũng chia tay là do vật chất. Là sao anh? Em không hiểu. Vật chất giống như là những cô gái mà đưa đòi á, mình không thích những cô gái đó. Nhưng mà thế nào có thể hiện là nghiêng về vật chất? Nghiêng về vật chất. Mua này mua kia. Dạ đúng rồi, đúng rồi, nguyên đơn hoặc là đi ăn những quán sang trọng như nhà hàng. Phụ nữ nào mà không thích vậy bạn? Tùy trường hợp, nếu mà mình dẫn đi ăn uống cái chỗ quán nào hay là mình mua sắm vật chất thì mà tổng cái nguồn tài chính của mình thấy đủ thì mình có thể mua cho tặng bạn gái mình. Nhưng mà nếu mà đòi hỏi cao quá thì mình không đáp ứng được. Dạ đúng rồi em. Cụ thể cô ấy đòi gì mà bạn chia tay? Giống như điện thoại mới ra hay gì á, là có từ đầu hỏi mua mới ra, hoặc là mua quần áo hay gì quá sang trọng hay gì đó. Khả năng bạn hồi trước giờ bạn lo cho bạn gái bạn là bạn lo được cái gì? Em có thể mua với tầm khoảng 10 triệu đô la, nếu như điện thoại đi, hoặc quán ăn bình thường vài trăm ngàn hay đến 1-2 triệu thì ok. Chứ nếu mà vượt quá thì mình nhiều khi đó, những cô gái đó đòi hỏi vật chất nhiều quá, không yêu mình thực sự. Và cái chuyện mà vật chất đó, bạn còn có yêu cầu gì với người bạn đời của mình nữa? Người con gái em thích là thứ nhất là không nhuộm tóc quá lè lè, có thể nhuộm như màu hạt nâu dẻ hay là màu nâu đen, chứ đừng có nhuộm màu đỏ mà giờ xanh em không thích. Với lại em không thích con gái có hình xăm. Hình xăm? Dạ, xăm người, xăm mình. Em không nói những người hình xăm mình là xấu, nhưng mà tại vì theo quan niệm của người ở đâu mình thấy hình xăm nó hơi sâu sao, chứ em không nói những người đó là xấu. Em yêu cầu chiều cao gì không? Cao từ 1m55 đến 1m6 là được rồi. Em mới đánh cao 1m7. Mấy xăm lầm em. Vậy thì bạn thích cái người bằng mẫu người bạn trai của mình là người như thế nào? Người đó phải cao hơn em, cao 1m trên 1m7 á. Tại em lùn quá và bạn đó lùn nữa thì đi nó không có hợp rơ lắm. Lùn với lùn mới xứng chứ. Ốm rồi. Lùn rồi đi với cao rồi hôn nhau phải bắt ghế hả? Đâu, tại em hay đi giày cao gót chị. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích hút thuốc, không thích cái tính gia trưởng. Ồ, anh mình đó có vẻ hơi gia trưởng á. Có không? Em có gia trưởng không? Có chứ. Em bình thường lên đây. Không có gia trưởng. Em không biết hút thuốc luôn. Không nhẹp gì không? Nhậu thì em nhậu chắc nói chắc yếu hơn con gái luôn, dưới 2 chai bia làm gì đó. Bạn có cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình không? Chị biết Nguyễn Viên Chu Minh Quần không?
Biết. Em thích một người như vậy á. Vậy là sao? Cao. Nói chung là nhìn mình có thể như là tin tưởng. Hồi nãy anh nói là anh không có thích nhuộm tóc, không được, không có hình xăm. Mình có gì không? Không có gì hết trơn, em theo truyền thống. Truyền thống, chị nghĩ là hợp với ảnh rồi đó. Bây giờ sẵn sàng kết hôn không? Không biết anh bên đó chịu nữa. Bây giờ anh chịu đó, bây giờ anh chịu thì em có chịu không? Bí mật chị, anh. Hai em. Nãy em nói là cái hình tượng của em, bạn trai của em phải giống như Minh Cường đúng không? Minh Cường đẹp trai lắm. Ờ, em thích đẹp trai. Anh cao hả? Thích đẹp trai hả? Cao như vậy lắm. Cao tiêu chuẩn nó cao lắm đó nha. Mà nếu mày xấu hơn sao? Cô này mê trai đẹp nè. Trai đẹp ai không mê chị? Chị cũng mê vậy, chị có nói gì đâu. Khó à? Khó lắm, khó lắm. Mày khó càng á. Cao là tới mét 7 rồi. Dạ không. Anh rất là đẹp trai, anh cao mét khoảng 7 mấy, gần 8 á. Chào em. 8 đó. Em cao mét mấy? Em không có mét 65 rồi chị ơi. Mét 65 lùng hơn tiêu chuẩn của cái người bạn gái đó đưa ra. Lùng hơn cái tiêu chuẩn thôi. Chứ thôi bạn nó cũng không có cao. Nhưng mà bạn thích người bạn trai cao. Thích nhón nhón như đó, gương lạ một chút. À, khùm đầu xuống hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ được thì chừng nào kết hôn được? Nếu mà hai đứa thấy hợp thì tiến tới sớm cũng được, đâu sao đâu chị. Sớm là bao lâu? Tùy tùy có bạn nữ đó chấp nhận hay không. Mình là nam nhi đại trượng phu, tôi đang hỏi bạn. 6 tháng đến 5 hay gì đó. Ừ thì vậy đi. Khó không? Khó. Thiếu năm phân mà còn nhiều chuyện. Hỏi này mắc cỡ đỏ mặt luôn, làm gì công an. Thiệt tình tới. Dễ thương. Có điều đó thì đó, thiếu năm phân cái nào tôi nói thiệt. Bây giờ nghĩ rằng á là hai người nên gặp mặt đi. Đúng rồi, bây giờ mình nói cảm nhận thế nào. Chúng ta có 2 phút thôi. 2 phút nhìn thẳng mắt nhau, nói thật nhau và cảm nhận xem có tiếng sét ái tình chưa hả bạn ha. Nếu mà người ta có đưa đơn cho xin vay cũng cho vay nha anh Linh ơi. Bên đây bạn nữ mình là có đi với người thân, trước khi kéo màn lên mình phỏng vấn người thân của bạn nữ trước cái đã. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn. Chào em. Em là em hay là bạn? Dạ là em chị. Em dạ. Em biết tánh tình của chị gái mình không? Chị có kén quá không? Chị kén lắm chị ơi. Kén lắm hả? Dạ khó tính đó chị. Bây giờ cái anh bên kia em thấy làm sao, ổn không? Dạ những tiêu chuẩn mà chị đặt ra đấy anh á thì em nghĩ là khoảng được 60%, còn 40% còn lại thì tùy chị quyết định thôi. Bây giờ trước khi kéo màn lên thì em muốn nói nhắn nhủ gì với chị gái của mình không? Chị ơi hãy cho mình một cơ hội đi chị, lớn tuổi rồi chị ơi. Câu đó là quan trọng á, chị không quyết em quyết. Rồi chuẩn bị 2 phút đi gặp nhau, kéo màn. Dạ. Yeah. 2 phút bắt đầu. Sao em? Em chào anh ạ. Em biết nấu ăn không? Nấu ăn thì ăn được nhưng mà ăn không ngon. Vậy hả? Để mốt anh chị cũng được. Anh thích nấu ăn lắm. Ủa nhìn em anh có thấy em xăm hình rồi gì không? Bề ngoài sao biết được? Dạ phải bên trong mới biết được sao, bề ngoài sao biết được. Em hình như là 26 tuổi đúng không? Dạ. Ví dụ em gặp người tốt yêu em thật lòng thì mình tính chuyện thế nào? Chắc mình phải đến một mức độ nào đó mình phải tính rồi anh. Chứ đâu là thế này mà cứ đi hoài đâu. Em nghĩ thế nào về trong tình yêu? Hai người thông cảm với lại biết chia sẻ, biết quan tâm lẫn nhau. Đó là điều em cần nhất. Đối với anh trong tình yêu anh ghét nhất là sự giả dối. Đúng có rồi. Gì phải chân thật với nhau. Nếu mình không hợp nhau hay khi sau thì chia tay cũng vẫn là bạn hạnh phúc nhau. Rồi mua điện thoại mấy triệu không? Để coi được anh tự nguyện chứ không có ép. Rồi bây giờ thì các bạn cứ bình tĩnh và suy nghĩ nha. Các bạn là quyết định hết sức là quan trọng. Hợp ý thì mình bấm nút, không hợp ý thì có thể mình không bấm. Bấm để tìm hiểu nhau chứ không phải bấm để rồi nói chuyện chơi vui. Ok. 3 2 1 Tắt thời gian. Ủa hồ. Sao mà sao em lại bấm nút? Như anh Quyền Linh nói là hãy cho mình cơ hội nên em nghĩ là câu nói của anh Quyền Linh cũng đúng. Nói chung là mình không giữ khư khư được cái quan điểm của mình mà mình cần phải thay đổi rồi. Còn bạn trai? Tại em thấy tính cách cô gái này cũng đáng yêu nên em sẽ cố gắng tìm hiểu nếu mà cô ấy chịu đồng ý thì. Khi nãy anh cố tình nói câu như vậy
để các bạn suy nghĩ sâu hơn chút xíu. Và khi các bạn đã bấm nút thì anh tin rằng cái bấm nút đó nó xuất phát từ trái tim của các bạn. Chúc mừng các bạn nha.